Chương 4 Đời sống ở Gagon Ở tại tu viện Gagon có chùa dưới, Gagon Hạ hay tiếng Tạng còn được gọi là Magon. Chùa dưới được đặt tên là Waden Rang có nghĩa là cung điện uy mãnh. Đây là nơi có tránh điện và nơi các Phật tử và các cư sĩ tại gia thường lui tới. Chùa dưới nằm ở giữa thung lũng ga, được bao bọc bởi những ngôi nhà của người dân trong làng vào mùa xuân, núi non chung quanh thung lũng tràn ngập cỏ xanh, xanh mướt và toàn thể thung lũng bừng dậy để vui mừng đón chào vô lượng những bông hoa dại, vàng, tím đang rộ nở khắp nơi. Người ta còn có thể thấy được một chút tuyết trắng còn sót lại trên đỉnh những ngọn núi và bắt gặp những nhóm du mục khác nhau đang dựng trại đây đó với đàn gia súc gồm các con trâu giác và kiều của họ. Quang cảnh chung quanh cũng tràn đầy những con thú khác như linh dương, chuột túi, đại bàng và những con chim bé bé, kể cả những con cá đang tung tăng bơi lội dưới nước. Ở phía cuối thung lũng, có rất nhiều những cây tùng cao cao với những cành cây vươn ra như những cử chỉ chào mừng. Ngang qua thung lũng, người ta có thể nghe được tiếng nước sông Palchu cuộn chảy và tiếng gió rào rạt băng qua những ngọn đồi nếu đem ra so với nơi chào đời đông cô trong của chú bé tôn quý thì khung cảnh chung quanh ga con thực là một bức tranh tuyệt Mỹ và yên bình ngay phía trên ngôi làng có chùa trên hay ga con thượng tiếng tạng gọi là gia con và nơi ấy được đặt tên là sen cây nam trong nghĩa là thành trì sư tử giữa không trung chùa trên nằm ven một vách đá cao vời vợi, chư tăng và người dân địa phương lại thường gọi nơi ấy là Lama Gompa hay tự viện của Lạt Ma bởi vì nơi đó là nơi chư vị đạo sư Ga trong các đời quá khứ đã an trú. Chú. Ở chùa trên không có nước và để có thể có được nước người ta phải đi bộ xuống những bậc tam cấp dọc theo vách đá. Đi bộ miết xuống đến tận dưới thung lũng Và rồi lại phải đi bộ ngược lên vừa đi vừa xách một cái bình vại chứa đầy nước. Khi khách đến thăm, họ thường phải ăn trong một cái bát và rồi họ phải liếm khô cái bát ấy cho thật sạch để dành cho người khách kế tiếp trước khi họ rời khỏi chùa trên. Thức ăn duy nhất là bột lúa mạch giang, sampa và đủ loại thực phẩm đến từ châu giác. Format khô, sữa chua đặc và những phần khác nhau của châu giác đã được luộc lên hoặc đút vào lò vào thời điểm ấy thì các gia đình trong làng ga phần lớn đều là dân du mục họ chăn trâu giác cừu và dê sống cuộc đời của người du mục họ thường xuyên phải đi du hành đến những cánh đồng cỏ khác nhau từ nơi này qua nơi nọ vào mùa đông thì họ tiến xuống phía nam và mùa xuân thì họ tìm lên phía bắc đến những vùng đất cao hơn người dân du mục thường có những căn nhà tại những vùng đồng cỏ khác nhau tùy mùa xuân hay mùa hạ và khi mùa hạ đến thì có một số gia đình tụ họp lại một nơi và cùng dựng trại sống trong những căn lều. Phần lớn những người còn lại trong làng Ga là những người già cả, họ cảm thấy việc đi du mục cùng với gia đình của họ quá cực nhọc, vất vả. Đôi khi những đứa trẻ còn quá bé cũng ở lại nhà cùng với ông bà của chúng, cho dù trẻ con thường vẫn đi du mục với cha mẹ và giúp cha mẹ chăn đàn súc vật. Một đôi khi người ta quay trở lại về làng để thăm nom gia đình trong một thời gian ngắn, đem sampa, bơ, pho mát khô, thịt và một số thực phẩm khác về cho các ông bà lão. Có rất nhiều gia đình trong làng cũng có nghề làm đồ gỗ rất khéo. Họ chế tạo một số sản phẩm bằng gỗ từ những cái cây, cây mà họ đốn xuống từ những khu rừng chung quanh chẳng hạn như là yên ngựa, yên châu giác và những vật gia dụng. Rồi sau đó họ đổi những vật gỗ họ chế tạo để lấy lúa mì và lúa mạch. Vào thời điểm vị Gachen Rinpoche trẻ tuổi quay trở về lại làng Ga vào năm 1944, tu viện Ga đang ở trong tình trạng không được tốt đẹp cho lắm và đã không duy trì được truyền thống tu tập trước đây. Trong những năm trước đó, có ba vị đạo sư quan trọng của tu viện Ga Gachen Rinpoche, Ga Minggu Rinpoche và Ga Namjoon Rinpoche, tất cả đều đã qua đời và tu viện đang tuột xuống dốc. Các vị tôn đức trong tu viện đã tìm ra và tuyên nhận hóa thân của Namjoon Rinpoche đầu tiên trong số ba vị đạo sư ấy. Nam Jun Rimboche lớn hơn Gachen Rimboche khoảng 8 tuổi. Và rồi kế tiếp thì các vị ấy đã tìm ra và tuyên nhận hóa thân của Minggu Rimboche cùng khoảng tuổi với Gachen Rimboche. Bởi vì còn rất bé, thường khi rất khó trị và chắc chắn chưa phải là một vị đạo sư chứng ngộ để có thể ngụ ở ven vách đá, nơi thành chỉ sư tử giữa không trung nên cuối cùng chú bé Chunku Gachen Tân Binh đã được cho phép chú tại chùa dưới. Ở đó thì sẽ dễ dàng để các vị sư trưởng trong chùa có thể huấn luyện và chăm sóc cho chú tốt hơn. Gà Gòn là nơi chú bé tôn quý đã lớn lên. Ở đấy chú đã được chỉ dạy để ngồi yên và tự chế một cách đúng đắn. Ở đấy lần đầu tiên chú đã được học đọc, học viết, học thuộc lòng, học tụng kinh và quan trọng hơn nữa chú đã bước lên con thuyền Phật Pháp rộng lớn với những cánh buồm của lòng tín tâm và quy ngưỡng chân thực là những gì mà chú đã thừa hưởng được từ những vị tiền nhiệm nhưng không lâu sau chỉ khoảng chừng một năm sau khi chú bé tôn quý về sống ở tại ga thì tất cả các bậc trưởng lão thượng tại tu viện đều đã đi đến một quyết định giống nhau đó là họ chẳng thể nào có thể hướng dẫn chú bé đến nơi đến trốn hoặc nói một cách thẳng thắn hơn là họ chẳng thể nào chế ngự được chú bé tôn quý từ ga theo đúng mong cầu Chẳng những chú có tinh khí thất thường hay lên cơn bất tử bất cứ lúc nào. Mà làm thế nào để có thể giữ cho chú chịu ngồi yên trên chiếc bồ đoàn trong phòng của chú trong giờ học và giờ tu? Đấy đích thực là một việc làm vượt quá khả năng của các vị giáo thọ của chú. Mẹ của chú Dega đã ở lại chùa cùng với chú từ những ngày đầu tiên, nhưng điều này chẳng giúp được gì cả. Nhất là chẳng giúp được gì cho việc đưa cậu con trai của bà vào vòng kỷ cương trong cuộc đời này. Cuối cùng thì các vị trưởng thượng tại Ga Con quyết định cho mời gọi Marseille Segay, cha của chú bé Tôn Quý đến chùa. Các vị ấy chính thức lên tiếng yêu cầu ông về lại chùa để nhận lãnh trách nhiệm mà họ tin là không ai có khả năng làm được. Đó là trở thành vị giáo thọ và người giám thị kỷ luật của chú bé Tôn Quý từ ga kể từ khi chú bé tôn quý được tuyên nhân là một vị đạo sư hóa thân cao trọng mà mọi người trong khắp vùng nang chen phải đành lễ cúi chào thì người vợ cả của cha chú và gia đình của bà đã không khuấy động hay tạo ra bất kỳ vấn đề gì gia đình dòng dõi quý phái của người vợ cả có vẻ đã đón nhận thông tin cát tường này một cách rất nhẹ nhàng khoan dung bởi vì người vợ cả của cha chú bé lớn tuổi hơn mẹ ruột của chú rất nhiều, bà dần dần phát khởi được một tình thương chân thành dành cho Dega, mẹ của chú. Bà chăm sóc cho mẹ của chú chẳng khác nào như người mẹ ruột chăm lo cho con gái của mình. Ngược lại, mẹ của chú bé Chunku Gachen cũng biểu lộ một lòng thương chân thực ngang bằng như tình thương bà nhận được từ người vợ cả có lẽ bởi vì do nhân duyên thanh tịnh hai người đàn bà đã từng có với nhau trong tiền kiếp nên những cảm xúc mà họ dành cho nhau trong đời này chưa từng bao giờ là sự ganh tị hay ghét bỏ. Khi cha của chú bé Tôn Quý nhận được tin từ tu viện về cậu con hóa thân của mình, ông đã đi đến quyết định rằng giờ đây ông không thể nào khước từ lời yêu cầu của chư vị tôn đức được. Người vợ cả của ông đồng ý để ông có thể rời nhà đến ở tại tu viện Gagon và hợp đồng hôn nhân trước đây giữa hai người với nhau đã được hủy bỏ. Một thời gian sau đó, cha và mẹ ruột của vị Rinpoche non trẻ được tái hợp và được phép thành hôn với nhau. Chính là trong quãng thời gian chú bé tôn quý sống tại tu viện với cả cha lẫn mẹ mà chú đã biết được tất cả những gì có thể biết được về người cha của mình. Giống như một con suối nhỏ đang tìm cách nhập vào với dòng sông rộng, và nó cứ trôi theo dòng cuốn tự nhiên để đổ ra biển cả bao la, bát ngát, không thể nghĩ lường. Dưới con mắt của chú bé Ga Gachen, chú sẽ không ngần ngại để nói rằng chú luôn luôn sẽ nhớ đến người cha của chú trong đời này, như là một người đàn ông với kỷ luật khắt khe và hung tợn. Đây cũng là những cá tính mà chính chú bé đã thừa hưởng trong một số năm dài hỗn loạn nhất của kiếp sống này mà chú sẽ trải qua. Điều mà chú bé Tunku Gachen không thể ngờ được là phải ở chung trong phòng với cha của mình. Đó là một căn phòng hơi tối với một bàn thờ được trang trí rất trang nghiêm, tuy cũ kỹ. Cha của chú luôn luôn đánh thức chú dậy vào sáng tinh mơ, không sót một ngày nào việc đầu tiên chú phải làm vào mỗi sáng là tụng các bài cầu nguyện Đức Văn Thù Sơ Lợi cùng với một số bài cầu nguyện Khai Kinh, lời nguyện Quy Y, lời nguyện của Bồ Tát, lời khẩn nguyện Đức Tara và Đức Văn Thù cùng với những lời nguyện phát tâm khác. Cuối cùng khi ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu dạng vào khoảng 8 giờ sáng, mẹ của chú dọn thức ăn sáng cho chú sau buổi sáng, chú phải học tụng một số kinh Phật và lúc 10 giờ sáng chú được phép uống trà, nghỉ giải lao trong một thời gian ngắn. Và đúng ngọ, mẹ chú lại dọn thức ăn trưa cho chú và sau giờ trưa, chú lại được nghỉ giải lao trong một thời gian ngắn nữa. Sau khi nghỉ ngơi, chú lại phải đọc tiếp các bản văn, học tiếp và tiếp tục học như thế cho đến 4 giờ chiều. Và lúc ấy, chú được dọn cho ăn một chút thức ăn nhẹ chứ chưa phải là được ăn cơm chiều. Từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ tối, chú bắt buộc phải tụng những bài cầu nguyện các vị hộ Pháp như là Mahakala hoặc Achidroma không được thiếu sót. Chỉ đến khi hoàn thành xong phần cầu nguyện hộ Pháp này thì chú mới được phép dùng cơm tối sau bữa cơm tối chú phải tụng một số lời cầu nguyện khác cùng với những lời nguyện hồi hướng trước khi được phép đi ngủ khi buổi sáng lại đến vào ngày hôm sau một ngày mới lại bắt đầu nhưng tất cả những nghi thức hàng ngày của chú bé vẫn cứ tiếp tục y hệt như thế ngày này qua ngày khác từ sáng tinh mơ cho đến đêm tối ngoại trừ những khoảng thời gian được nghỉ giải lao ngắn ngủi trước và sau khi dùng cơm vị Rinpoche non trẻ bị bắt buộc phải chú tâm hoàn toàn vào việc học tập và tụng kinh trong cùng căn phòng mà chú phải ở chung với cha của chú. Qua những gì mà chú phải đọc và tụng hàng ngày, chú bé thường xuyên được nhắc nhở về lẽ vô thường và những nỗi thống khổ trong luân hồi và về con đường giải thoát bản thân và những chúng sinh khác khỏi vòng tròn sinh tử ấy bởi vì chú phải tuân theo tất cả những đòi hỏi không chút nhượng bộ của cha mình, phải chịu đựng sự nổi nóng và giận dữ thường xuyên của cha và bởi vì sự nhẫn chịu hàng ngày, khởi sự từ giây phút chú mở mắt thức dậy cho đến khi chú nhắm mắt đi ngủ. Việc phải sống chung với cha của chú đúng là một sự dày vò khốn khổ cho vị Rimboche bé bỏng. Thật chẳng có gì tệ hại hơn là sống cuộc đời của một Rimboche Chú bé tôn quý từ ga thường nghĩ như thế Hằng đêm khi đến lúc cả hai cha con nằm xuống nghỉ ngơi Chỉ đến khi ấy thì vị thun cu trẻ tuổi mới tìm thấy được ít phút thư giãn Đêm này qua đêm nọ Cha của chú không bao giờ quên tụng cho cậu con trai bé bỏng của mình nghe một bài phát nguyện rất đặc biệt Đây là một bài cầu nguyện nghe rất ngọt ngào Du dương, giống như một dòng suối cam lồ, rót vào trong chiếc tịnh bình của màn đêm trong khi chú bé Tôn Quý nằm yên trong đêm tối với đôi mắt khép hờ, trôi dạt tới lui giữa âm thanh mờ nhạt của cha mình và tiếng gió hú bên ngoài. Chú yên lặng nghỉ ngơi giữa khoảng không gian bất động bên trong căn phòng và cái bao la vô biên của không gian được mô tả trong bài phát nguyện. Không có hy vọng và cũng không có sợ hãi. Trong những phút giây ấy, chỉ có một cảm giác tự do tràn khắp thoát khỏi mọi thúc ép ràng buộc nam khe tha thung tha ye xem che nam ma be jin tu su sum gon cute pa ma dro chung xem che malupa chang chi <laughs> do me sala chin so chúng sinh vô lượng như không gian vô biên nguyện cho họ thể chứng tam thân không cần dụng công chúng sinh trong sáu cõi không sót một ai đã từng là cha mẹ, nguyện cho họ đồng thể nhập trạng thái nguyên sơ, tánh giác vốn sẵn có. Nhưng ngoại trừ bài du ngủ được cha hát cho mình nghe vào ban đêm, thời gian học tập vào ban ngày và tất cả những lần bị la mắng ở khoản giữa, ban đêm lẫn ban ngày, thì cha của chú không phải là người để bàn luận chia sẻ với chú về bất cứ điều gì khác khi chú bé rimboche ngủ gật trong giờ học cha của chú chắc chắn sẽ đập cho chú một cái đau điếng mà không hề lên tiếng nói gì nếu gặp lúc cha chú đang cảm thấy bình an trong lòng thì ông sẽ đi lấy một chút nước và dẩy lên trên đầu con trai của mình nhưng nếu chú lại ngủ gật nhằm đúng lúc cha mình đang cảm thấy phẫn nộ thì ông sẽ lấy cây gậy của ông ra ngay lập tức và quất cho vị rimboche trẻ tuổi một trận nên thân cho đến khi chú lên 10 tuổi, cả cha lẫn mẹ chú đều ở cùng với chú tại tu viện. Mẹ của chú được cho ở trong một căn phòng riêng trong khu vực của tu viện và hàng ngày bà nấu ăn cho chú và cha chú. Khi chú lớn hơn một chút thì mẹ chú chia thời gian ra luân phiên ở cả hai nơi, làng Ga và nơi chú chào đời ở Đông Gô Trong trong thời gian mẹ chú không ở gần để chăm sóc cho chú những người đầu bếp ở tu viện ga nấu thức ăn và dọn các bữa ăn cho chú mẹ của chú bé cũng thế nhiều lần phải chịu đựng cơn bão hung nộ từ tánh khí nóng nảy của cha chú có một đôi khi trong khi bà đang dọn trà bơ cho ông có một điều gì ấy bà nói hoặc làm đã làm cho ông khó chịu thế là cha của chú bé tôn quý liền lấy cây gậy đặt dưới gối và đét cho bà một cái thật đau ngay cả trước khi ông lên tiếng giải thích cho bà hiểu điều gì đã làm cho ông giận dữ hay phận lòng nhiều lần trong khi cha của chú bận rộn đã cho chú những trận đòn vì những lỗi lầm chú đã tạo ra thì mẹ của chú sẽ nhảy vào can thiệp và cố gắng bằng mọi giá để giải cứu cậu con trai đang gào la khóc thét bà liên tiếp nài nỉ cha của chú xin đừng đánh con xin đừng đánh con trong khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi xối xả như mưa trên khuôn mặt của bà mỗi lần như thế thì ông lại càng trở nên giận dữ hung nộ hơn và rồi cuối cùng ông ra tay đánh đòn luôn cả hai mẹ con lẽ ra ngài là một thun cu nhưng ngài hành động và nhìn giống một ác quỷ ông cha thường quát mắng cậu con trai hóa thân như thế chú bé tôn quý đã từng nghĩ rằng cha của chú thật chẳng khác nào ngài đại dịch giả ma pa Hết sức hung tợn và tàn nhẫn. Khi chú bé tôn quý còn trẻ, chú thật chẳng ưa thích gì ngài Mapa Londro cả. Ngài sinh năm 1012, mất năm 1097. Chú không có chút niềm tin nào nơi ngài và chú căm ghét cái ý nghĩ phải nhìn thấy Milarepa chịu đựng quá nhiều đau khổ qua sự dày vò của chính đạo sư của mình mất cha từ khi còn là một cậu bé. Đức Mila de Pa, mẹ ngài cùng với em gái của ngài, chẳng những đã bị cướp đoạt tất cả tài sản và đánh mất tất cả địa vị trong xã hội, mà còn phải chịu đựng sự hèn mọn, đói khát và nhục nhã dưới sự hành hạ của chính người cô và chú của ngài, chứ không ai khác. Nhưng sau đó Milarepa đã quy phục theo kế hoạch trả thù của mẹ mình. Bà đã trở thành một người tạo nên tội đại ác bà mẹ đã gửi chàng con trai đi học huyền thuật. Chàng đã thành công trong việc sử dụng mãnh lực của tà thuật để sát hại 35 người trong gia đình cô chú trong ngày lễ cưới của người em họ và tàn phá mùa màng của một số dân làng đã về phe với cô chú của mình. Chàng đã từng được người cha xấu số, số đặt cho cái tên Mila Topaga, nghĩa là niềm vui khi nghe đến, nhưng đạo sư của chàng vị đại dịch giả danh tiếng ma pa của tây tạng gọi chàng là đại lực hay đại phù thủy thực chẳng khác nào như đức ma pa đang muốn liên tục chế nhạo milarepa về chính sự ngã ngựa và suy đồi của chính chàng và trước khi đạo sư Mapa đồng ý ban các giáo lý mật điển hay ban quán đảnh cho chàng thanh niên Milarepa đáng thương ấy, thì đạo sư đã bắt Milarepa lần lượt phải xây rồi lại phá rồi lại, rồi lại xây rồi lại phá một số tòa tháp lớn. Xuyên qua nhiều năm trời bị ruồng bỏ và nhẫn chịu sự đánh đập không nương tay Cùng sự đầy ải tinh thần dưới bàn tay sắt đá của Mapa Milarepa đã hoàn tất việc xây tháp Sekakutok Tòa nhà 9 tầng mà Mapa đã ra lệnh cho Milarepa xây cho Dama Dodenbum con trai của ngài. Cùng với lúc xây xong tòa tháp thì Milarepa đã hoàn thiện được trọn vẹn hạnh kham nhẫn và đã hoàn toàn tịnh hóa được những ác nghiệp trong quá khứ. Tòa tháp này, tòa tháp của Milarepa như người đời thường gọi bây giờ vẫn còn nguyên vẹn ở quận Lodrak tại miền nam Tây Tạng, nằm về hướng bắc của biên giới xứ Bhutan ngày còn nhỏ chú bé tôn quý từ ga chưa từng bao giờ nhìn thấy ra được trái tim nhân từ bên trong đạo sư mapa cả phần lớn chú luôn luôn xem vị đạo sư tối thượng này như là mapa người tạo kinh hoàng chú thường so sánh cha của chú như là mapa và còn nghĩ rằng người mẹ nhân ái của chú chẳng là ai khác hơn ngoài sự hóa hiện của Đa Mê ma bà vợ hiền lành của mapa chỉ lâu về sau trong cuộc đời khi chú bé tôn quý có cơ hội để quán chiếu cuộc đời của đại dịch giả mapa và sự gian lao cực khổ mà đức mapa đã phải trải qua để cầu học từ naropa vị thầy có túc duyên với ngài để đem những giáo lý thâm diệu của đức phật về lại tây tạng chỉ đến lúc đó chú bé tôn quý mới nhận thức ra được rằng Ngài Ma Pa quả là một vị thầy tâm linh chân chính Có khả năng siêu việt để có thể hướng dẫn Milarepa đi xuyên qua con đường tịnh hóa Đầy gian nan đến giải thoát trọn vẹn Ma Pa được minh họa như là một học giả và một hành giả Ngài cũng được xem như là một dịch giả và một vị thầy cho dù vai trò của người nông phu trong ngài vô tình đã bị chìm và quên lãng có khi như bị phớt lờ nhưng thật ra chính ma pa người nông phu cần mẫn là người đã chăm chỉ cày thửa ruộng của mình chờ đợi sự xuất hiện của đứa con trai tâm linh mà định mệnh sẽ đem đến và chính ma pa là người nông phu một con người giàu kinh nghiệm và rất thực tế đã biết được cách nào tốt nhất để chuẩn bị đất màu trước khi gieo mầm để cho những hạt mầm có thể nảy nở qua những phương tiện thiện xảo và thực tiễn nhất do Ma Pa tìm thấy mà cánh đồng tiềm năng phỉ nhiêu trong Milarepa đã được gieo trồng cày cấy. Vị đạo sư với tất cả trí tuệ và kiên nhẫn cùng với tình yêu thương chân thành và niềm đau ủ kín trong tim đã quyết tâm làm lụng rốt ráo đêm ngày vô cùng cực nhọc cốt làm sao để gom lại đầy đủ tất cả những duyên lành cho đứa con trai tâm linh của mình mặc kệ phong ba bão tố ma pa vị đạo sư tối thượng đã sẵn sàng thu hoạch hoa màu vào cuối vụ mùa chú bé tôn quý nhớ lại một lần rất hiếm hoi khi cha của chú đã bày tỏ chút lòng thương đối với chú ông đã mở cái hộp gau chạm trổ đựng pháp bảo mà ông luôn đeo bên mình ra và chỉ cho chú bé xem tất cả những thứ quý giá trong ấy ông lấy ra một bức tượng Tata bé xíu của Đức Kim Cang Thánh Nữ Du Già Vajrayogini và đặt bức tượng đó lên trên đỉnh đầu của chú để gia trì. Một trong những vị thầy của cha chú là Bado Rinpoche, đời thứ nhất thuộc dòng Kamakayu và bức tượng Tasa này là do chính tay Bado Rinpoche đã làm. Bức tượng Tata đấy chỉ bé bằng đầu ngón tay cái và sẫm màu hình ảnh của đức vajrayogini đang nhảy múa trên bức tượng không được rõ nét cho lắm nhưng mà không hiểu sao vừa nhìn thấy lần đầu tiên là chú bé tôn quý đã thích mê mẩn rồi có thể cũng là bởi vì đức kim cang thánh nữ vajrayogini bé xíu này chẳng biểu lộ chút gì hung tợn cả hình ảnh của ngài có vẻ rất dịu dàng uyển chuyển và ngài mang một nét vẻ gì đó thật bình hòa Ngài nhìn không giống như một vị nữ hộ Phật phẫn nộ mà nhiều phần giống như là một người bạn nghịch ngợm hơn. Chú bé tôn quý liên tục nài nỉ cha của chú, hãy cho chú xin cái bức tượng ta ta tí hon kia. Và lần nào cũng như lần đấy, ông nhất định trả lời không là không. Một thời gian sau đó, cha của chú bé tôn quý vô tình để cái hộp cau trên mặt gối của ông. Thế là chú bé Trung Cu nắm ngay lấy cơ hội hiếm hoi này chú mở cái hộp gau và lấy bức tượng ra sao của varajokini trong đó ra ồ oh, thật là quý giá chú tự nghĩ như thế cái tượng này bây giờ là của ta chú bé không có cả thời giờ để nghĩ đến mười ác hạnh mà cha của chú thường xuyên nhồi nhét bắt chú học chú không cảm nhận biết ra được rằng đấy là một hành động trộm cắp sự thèm muốn khát khao để có được bức tượng đặc biệt này đã nhiễm sâu vào trong tâm của chú qua nhiều ngày tháng, và chính sức mạnh của tập khí tiêu cực này đã thu hút thêm nhiều sự ham muốn trong dòng tâm thức, nên chú đã hành động một cách hết sức tự nhiên mà không hề suy nghĩ. Vào cái ngày mà cha của chú bé Tôn Quý khám phá ra được rằng bức tượng Vajrayogini đã biến mất đi đâu mất, ông lên cơn nổi trận lôi đình và chạy đuổi theo tên ăn trộm nhỏ chú bé tôn quý đã phải lãnh một hình phạt hết sức nặng nề sau đó và bị bắt phải hứa là từ nay trở đi không bao giờ được lấy cái gì không được cho trong lòng chú bé tôn quý cảm thấy vừa buồn bã vừa tức giận cùng một lúc không phải chú giận bản thân mình làm việc trộm cắp mà giận chính cha của chú thật là một món đồ quá nhỏ bé chú nghĩ thế Vậy tại làm sao cha tôi lại không đủ rộng lượng để cho tôi cái tượng ấy? Mà ngay cả nếu tôi lấy nó đi của cha, thì cha vẫn còn có quá nhiều món đồ quý giá khác bên ông mà. Và rồi tâm của chú bắt đầu phát cuồng. Chú chẳng thể nào kiềm chế được những tư tưởng tiêu cực đã gây hại họa cho tâm thức bên trong của chú. Nên có một lần kia, trong khi chú đang uống trà bơ, tất cả sự thất vọng dồn ép trong chú có vẻ như đang sưng mọng lên như một vết phỏng chú bé tôn quý chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Chú muốn hét to lên cho vỡ toang cái buồng phổi để có thể thải bỏ ra ngoài tất cả những áp lực mà chú cảm thấy đang đè nặng sâu thật sâu trong lòng mình. Nhưng mà làm sao chú có thể hét to lên như thế được chứ? Niềm sợ hãi phải đương đầu với cơn hung nộ của cha mình đã trói chặt chú lại bởi thế chẳng biết phải làm sao hơn chú bé tôn quý đã cắn một cái thật mạnh vào cái viền bằng bạc của cái ly trà mà chú đang cầm trên tay đây là một cái ly uống trà theo kiểu truyền thống tây tạng và là một trong những vật sở hữu mà một người tây tạng thường luôn đem theo bên mình trên những chuyến hành trình khắp nơi loại ly uống trà này được làm bằng gỗ thuyên bull út bên trong ly và cái đế của ly được lót bạc chú đã cắn một cái và đã để lại dấu răng thật rõ ràng trên cái vành bằng bạc sơn mài ấy. Và lúc đó, chưa có ai kể lại cho chú bé nghe về câu chuyện của dấu răng mà tổ Jitten Sumgon đã để lại trên đầu của một bức tượng Jitten Sumgon tí hon, là bức tượng mà chính chú, khi đang là Ga Chokdingpa trong đời ấy, đã dâng tặng cho đạo sư của mình. Người ta kể lại rằng trong kiếp ấy, Chimpa đã phát nguyện là sẽ tạc cho đủ một ngàn bức tượng Jiten Sumgon để phân phát cho người khác như là một dấu hiệu của lòng quy ngưỡng sâu dày và thanh khiết dành cho sư phụ của mình. Lạt ma đời kiếp trước của chú, tổ Jiten Sumgon đã ghé răng cắn vào đầu của một trong những bức tượng ấy như là một hình thức gia trì và kỳ lạ thay cũng chính dấu răng giống như thế ấy lại tự nhiên xuất hiện trên 999 bức tượng còn lại kia. Khi chẳng thể nào giấu được lâu hơn nữa, nỗi hoài nghi to lớn nhất trong lòng chú nó cứ tiếp tục dâng lên như là một đám khói từ một ngọn lửa đang cháy phừng. Chú bé Tôn Quý đã thúc ép cha mình phải cho mình nghe được một câu trả lời sáng tỏ. Chú hỏi cha, "Làm sao người ta đã nhận ra được con?" làm sao họ có thể biết chắc rằng con là garimboche rằng con đích thực là hóa thân của garimboche đời trước con có phải thật là như thế không cha của chú đã trả lời ngài không bao giờ nên có sự nghi hoặc như thế mà ngài phải tiếp tục cố gắng học hỏi và trưởng dưỡng bản thân để có thể trở thành một người với những phẩm hạnh thù thắng nhưng rồi ông lại nói tiếp cho dù là như thế cho dù rằng ngài đã được tuyên nhận là hóa thân của garimboche đời trước thì cũng đừng bao giờ khởi niệm nghĩ rằng ngài chính là bậc tôn sư ấy hãy luôn luôn đặt garimboche đời trước trên đỉnh đầu của ngài quán tưởng tôn sư ở phía trên ngài đó là cách mà ngài nên nghĩ đến garimboche đời trước và khẩn cầu tôn sư để có thể đón nhận năng lực gia trì từ tôn sư trong suốt thời gian chú bé sống tại tu viện gagon như là một vị chuôn cu non trẻ có đôi khi trong những dịp cát tường cha mẹ chú và một vài vị lạt ma lớn tuổi cũng hay kể cho chú nghe dăm ba câu chuyện về cuộc đời của những ứng thân của chú trong quá khứ chú cũng được nghe kể về dòng truyền thừa của sự gia trì từ những vị đạo sư vô song này là dòng truyền thừa đã tiếp tục luân lưu không gián đoạn từ bao thế kỷ trước cho đến tận ngày hôm nay Đức Kim Cang Chỉ, Đô Chê Chàng, Tilopa Naropa, Mapa Milarepa, Pháp Vương Campopa Pamodrupa và Pháp Vương Trikumpa xin hãy ban cho chúng con năng lực gia trì tột đỉnh tốt lành của chư Phật Lạt Ma dòng Ca Hiu. Tuy thế, giữa những dòng suối đang tuôn chảy gần như không bao giờ đứt đoạn của những câu chuyện đời xưa, còn có biết bao nhiêu câu chuyện nữa vẫn còn chưa được kể hết khi chú lớn hơn một chút nữa chú đã có thể gom góp được một số mảnh vụn của những câu chuyện chưa được kể ra ấy trong tâm của một đứa bé trai rất tò mò đang sống đơn độc ngay giữa những đứa trẻ đồng tuổi khác thì những mảnh vụn nhỏ bé của các câu chuyện này tự nhiên lại mang kích thước khổng lồ những câu chuyện ấy đã nâng chú lên các cảnh giới khác giải thoát chú và đưa chú vào một thời gian và không gian khác đưa dẫn chú đến một nơi xa xăm, vượt khỏi cái thế giới đơn điệu buồn tẻ của những bổn phận, nghi thức và lễ nghi hàng ngày tại tu viện. Vị Gachen Rinpoche bé bỏng tìm thấy những câu chuyện của các vị anh hùng và các đạo sư thời quá khứ thật vô cùng hấp dẫn. Hơn cả là kinh Phật là những nghi quỹ hành trì mà chú phải học thuộc lòng và chỉ tụng mỗi ngày chuyện của những vị anh hùng trong huyền thoại của Tây Tạng, xứ tuyết, chuyện của những đạo sư du già biết bay lượn và những hang động huyền bí ở những ngọn núi thiêng liêng, của những vị đạo sư đầy oai lực và của những vị Bồ Tát, vị tha vô ngã đang phải chiến đấu với hàng phục quỷ ma. Chữa lành bệnh tật Ngăn chặn chiến tranh Diệt trừ đói khát Của những sự nhiệm màu vĩ đại Và những công hạnh vô song Của những dấu chân để lại trên đá Và của những bộ pháp y treo lơ lửng Trên những vạt nắng trong Chú bé thật sự nghĩ rằng Chú thà nhảy um vào bên trong Những câu chuyện ấy Thay vì phải ngồi suốt ngày này qua ngày nọ trong chánh điện, nơi có ánh đèn bơ leo lắt tối tăm để thọ nhận những gì mà người khác cho là vô giá, những pháp gia lực, điểm đạo hay khẩu truyền mật điển từ các vị lạt ma trưởng lão cao trọng, những tên gọi không quen thuộc và những nơi trốn xa xôi. Trong lòng của chú bé tôn quý, sự ngạc nhiên cứ tiếp tục xoay vần chung quanh những cái tên gọi và những địa danh lạ lẫm ấy rất nhiều những mẩu chuyện mà chú gom góp lại hình như đã đến từ sự hình thành lịch sử của dòng truyền thừa ca của các vị ứng hóa thân của chính chú bắt đầu bằng huyền thoại của một vị quân vương tài giỏi cùng với những vị tể tướng và thần dân của ông của nàng dâu công chúa cực kỳ xinh đẹp và uyên bác từ trường an cùng với tấm lòng quy kính tín ngưỡng sâu xa trong nàng của pho tượng phật danh tiếng và chiếc kinh luân trung hoa vĩ đại Choco Gianama và những pháp bảo trong số của hồi môn mà nàng công chúa trẻ tuổi đã mang đến vùng nước non xưa cổ và Manji mang tên thổ phồn này. Khi các chiến binh độc lập và bất khuất dòng ruồi trên mảnh đất của những người dũng cảm, vị pháp vương thứ nhất có tên Song Ten đã vươn lên nắm quyền bằng cách chinh phục và thống nhất một số bộ tộc nhỏ và sau đó đã thành lập vương quốc Tubo, thổ phồn. Song Teng Gampo sinh 569, mất 649, là vị vua thứ 33 của triều đại Yaklung và là vị pháp vương đầu tiên của Tây Tạng, đã mở rộng đế quốc này vào sâu trong lãnh thổ của Ấn Độ, Nepal và Trung Hoa. Người ta kể lại rằng, vua Songten rất giỏi về ngoại giao và là một chiến binh xuất chúng mà không ai có thể đánh bại trong trận mạc. Người ta còn nói rằng, vương quốc Thổ phồn, Tubo mà ngày nay được biết đến như nước Tây Tạng, Tibet được thành lập là nhờ công lao của các tướng công, đặc biệt là thừa tướng Ga Tongten hay còn gọi là Longpo ga tuy nhiên ngày xưa khi thứ bậc vua tôi đóng vai trò chủ đạo thì thành tích của các quan tướng chỉ được xem là sự tiếp nối của quyền lực và sức mạnh của vị vua chứ không phải là nỗ lực riêng của họ với sự bành trướng quân sự và qua sự ngoại giao với thế giới bên ngoài vua Song Ten Gampo các nền văn hóa và tôn giáo láng giềng quy phục Hai vị hoàng hậu, tức là công chúa Bikuti Devi đến từ Nepal và công chúa Wenchen Văn Thành, Wenchen Gongjo đến từ Trung Hoa là hai người sứ giả đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển biến văn hóa và tâm linh của nhà vua. Trong thời gian trị vì vương quốc, vua Songten Gampo đã ban hành các bộ luật trong nước, soạn thảo 10 nguyên tắc đạo đức, 16 điều luật hạnh kiểm tốt thiết lập một hệ thống thưởng phạt các hành vi tốt xấu, xác định cấp bậc của các tướng công và dọn đường cho Phật pháp du nhập vào nền văn hóa Tây Tạng và thay thế đạo bon bản xứ. Ngài còn phái một vị quan có tên là Thonmi Sambota cùng các du học sinh khác sang Ấn Độ để học tiếng Phạn và tìm một hệ mẫu tự tương thích với văn nói Tây Tạng. Những bản văn đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng là 21 bộ kinh và các mật điển của Quán Thế Âm Bồ Tát. Người ta nói rằng nhà vua cùng một số cận thần đã bí mật hành trì pháp tu Quán Thế Âm và chôn giấu kinh điển ở nhiều nơi khác nhau. Sau này các tàng kinh được khai quật và tập hợp trong bộ Mani Kabum, gồm các tác phẩm chọn lọc về lục tự minh chú của nhà vua. Trong thời kỳ cực thịnh của triều đại vua sen Gampo vào thế kỷ thứ bảy, Ngài di chuyển triều đình từ cố đô trong thung lũng giác lung xinh đẹp về địa điểm ở miền trung Tây Tạng có tên là Lhasa ngày nay. Gọi là vùng thung lũng giác lung là vì ở đó có con sông dài giác lung sang pô, uốn lượn, khúc quanh và được cho là có tác dụng tịnh hóa. Đó cũng là nguồn gốc tên gọi của một vương hệ cổ xưa ở Tây Tạng. Đế chế Yaklung, Lung, nơi mà vị vua thứ 33 của Tây Tạng, Songten Gampo đã xuất phát. Tại Lhasa, mà nghĩa đen là đất của thánh linh, vua Songten Gampo bắt đầu xây dựng đền Khan và Ramoche để hai vị hai pho tượng Phật mà hai vị hoàng hậu Nepal và Trung Hoa đã mang đến xứ thổ phồn. Nhưng quan trọng hơn cả, đây là nơi vua Songten Gampo đã đặt nền móng xây dựng cung điện Potala đầu tiên, một trong những kỳ quan kiến trúc vĩ đại nhất của Tây Tạng và thế giới. Potala có nghĩa là phổ đà, được đặt theo tên chú xứ của vị Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Điện Potala bị hỏa hoạn thiêu rụi trong thế kỷ thứ 9. Trong số 1.000 phòng, chỉ có 2 phòng thoát khỏi ngọn lửa. Trong thế kỷ thứ 7, Đức Đà La Lạt Ma đời thứ 5 cho xây lại toàn bộ cung điện. Trong thế kỷ thứ 20, Đức Đà La Lạt Ma đời thứ 13 cho chỉnh trang lại và xây thêm hai tầng nữa để mang lại cho cung điện sự hoành tráng ngày nay. Vua Songten Gampo vẫn để lại một dấu ấn sâu rộng xuyên biên giới ngay sau khi đã băng hà. Một trong những vị tướng công của vua Songten Gampo, thừa tướng Ga Yung Yungslung, là một chiến binh, một sứ giả rất tài năng và nhiều tham vọng người này được nhà vua mến tài và tinh dùng nhất. Tuy không phải là một quan văn, Thừa tướng Lonpoga đã dùng bộ óc thông minh sắc sảo của mình để thao túng và trợ giúp vị vua trẻ tuổi trong mọi lĩnh vực, từ việc bành trướng sự tống trị của vương triều và quyền lực trong thời chiến, trong bang giao quốc tế đến việc tạo một chỗ đứng cho Phật giáo trên mảnh đất của những kẻ mọi dợ cuối cùng. Trước đây, những kẻ mọi dự cuối cùng là một thành ngữ Trung Hoa được dùng để ám chỉ dân tộc du mục như Tây Tạng. Bằng cách suy tôn thành công lên ngôi vị Hoàng hậu hai công chúa Sùng Đạo có tâm nguyện Hoàng Dương Phật Pháp, người ta bảo rằng Thừa Tướng Ca là một người có dũng khí trong việc biến tầm nhìn dài hạn của ông thành hiện thực nhằm thiết lập bang giao chặt chẽ hơn với vương triều Begal Nepal cùng với triều đại nhà đường hùng mạnh bên Trung Hoa, một triều đại mà có lúc nền văn hóa đã phát triển rực rỡ được năm châu biết đến. Vua Songten Gampo đã phái vị quan thừa tướng thân tín nhất là Ga yung sung hai nước này để xin cầu hôn. Nhà vua đã hai lần gửi phái viên đến Tràng An, cố đô của nhà Đường, và cả hai lần quan thừa tướng Ga đều dẫn đầu một đoàn tùy tùng, gồm hàng trăm kỵ sĩ cùng châu báu đến đó. Năm 641 sau Công nguyên, Đường Thái Tông, vị hoàng đế thứ hai của nhà Đường, cuối cùng cũng đã đồng ý gả cô con gái nuôi cho vua Song Tengampo. Đó là nhờ vào sự mưu trí tuyệt vời của Ga Tông Sen do vị quan thừa tướng đã chứng tỏ được mình là người khôn ngoan và thông minh nhất trong số các phái viên đã được gửi đến để xin cầu hôn công chúa Văn Thành cho nhà vua. Tại triều đình, phái viên nước thổ phồn và bốn phái viên của các nước khác được yêu cầu tham gia nhiều màn tranh tài khó khăn. Ví dụ như sò một sợi chỉ bằng tơ mảnh xuyên qua một viên ngọc to như một cái bát có cái lỗ với chín đoạn khúc khỉu bên trong ghép cặp 100 con ngựa cái và 100 con ngựa non, uống 100 vại rượu, giết 100 con kiều và thuộc ra chúng trong một ngày. Tìm về nơi trú ngụ từ mê cung của cung điện hoàng đế và tìm nàng công chúa thật đang ẩn dạng trong số 250 thiếu nữ đang đứng chờ với trang phục giống hệt như nhau. Hoàng đế nhà đường rất ấn tượng với tài tháo vát của quan thừa tướng Ga Tông Sen vì ông đã vượt qua các cuộc tranh tài không một chút khó khăn hoàng đế cho rằng vị vua người mà quan thừa tướng đang theo phò chắc chắn còn khôn ngoan bội phần hoàng đế bèn chuẩn bị nhiều của hồi môn rồi phái vị thượng thư bộ lễ lý đạo tông tháp tùng công chúa văn thành sang sứ thổ phồn vừa tròn đôi tám học rộng và tài giỏi sự dịu dàng và duyên dáng của công chúa văn thành đã lôi cuốn mọi người đột nhiên cuộc đời rẽ sang một bước ngoặt bất ngờ khiến nàng rối bời tâm can tim nàng nặng chiếu yêu sầu khi nghĩ đến việc rời bỏ cuộc sống ấm êm ở Tràng An để đi về một miền đất xa lạ và huyền bí. Trong ngày khởi hành, tất cả các quan thượng thư đều tề tựu lại ở tống biệt môn để đưa tiễn nàng. Vào cái ngày định mệnh mùng 2 tháng 3 năm 641 sau công nguyên, Thượng Thư Bộ Lễ Trung Hoa Lý Đạo Tông, quan thừa tướng Thổ Phồn Ga Tong Sen đã chờ sẵn và nàng công chúa đã đẫm lệ dã từ triều đình nhà đường để đi theo hướng Tây của Tràng An về Tây Ninh. Lịch sử ghi chép lại rằng đường hoàng đế gửi theo phò công chúa 25 cung phi cùng nhiều thợ mỹ nghệ thủ công, một dàn nhạc, nhiều nhạc cụ, một bộ sách văn học cổ điển, sách nghệ thuật, sách lịch sử và thi văn Trung Hoa. Các loại sách về kỹ thuật sản xuất, sách thiên văn, sách địa lý, sách y học, các loại dụng cụ gia đình, vải vóc, tơ tằm, dụng cụ đồ thủ công, thóc giống và gia súc gia cầm. Là một người Phật tử thuận thành, công chúa Văn Thành cũng mang theo nhiều bộ kinh và một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cao bằng một đứa trẻ 12 tuổi, to lớn như người thật, vốn là quà tặng của vua cha cho nàng. Pho tượng này được người Tây Tạng biết đến như Jowa Ban đầu là quà tặng do vua Magadha dâng lên cho đường hoàng đế thoạt nhiên vương quốc cố xưa Magadha chủ yếu bao gồm khu vực Bihar phía nam sông Hằng. Sau đó bao gồm cả khu vực Bihar và một phần Benga, tức khu vực phía đông Nepal ngày nay. Người ta bảo rằng pho tượng này được Vishakama một hiện thân của chính Đức Phật chế tác trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mô Ni còn tại thế. Vào thời của Đức Phật khoảng 563 đến 483 chiếc công nguyên, chỉ còn lại hai pho tượng loại này. Pho tượng kia vẫn được bảo tồn ở Bồ Đề đạo tràng. Hơn nữa theo truyền thống khẩu truyền Tây Tạng, bao gồm những gì được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng kể cho chúng ta nghe thêm về một chiếc bảo tháp thiêng liêng và chiếc đại kinh luân vốn là một phần của hồi môn của công chúa Văn Thành người ta kể lại rằng ngoài pho tượng phật thích ca đường hoàng đế còn ban cho công chúa một chiếc bảo tháp rất lớn có tên tukten tashi oba và hoàng hậu cũng ban cho nàng một chiếc kinh luân lớn chiếc đại kinh luân trung hoa hay choko gyanakma hơn nữa người ta vẫn truyền miệng cho nhau nghe về câu chuyện công chúa Văn Thành trao tặng Pháp Kinh Luân Trung Hoa cho Thừa Tướng Ga là người đã thành tâm cất giữ Pháp Bảo này cho đế đận sau thời điểm của Vương quốc Thổ Phồn Băng Hà. Từ kinh thành Tràng An nhộn nhịp, nơi mà các thi sĩ và học giả luôn hân hoan, dạo bước quanh các vườn hoa đào đang nở rộ để sáng tác các vần thơ say đắm cho người họ yêu thương, thì làm sao một nàng công chúa 16 trăng tròn được gả cho một nhà vua thuộc dòng dõi những kẻ mọi dự cuối cùng lại có thể vượt qua được vô số các ngọn núi đầy hiểm nguy bất chắc. Nàng đã phải chạm trán với những gì khi phải băng qua những hẻm núi treo leo, những con sông dữ dội, những địa hình lởm chởm và những cánh đồng cằn cỗi để đến được vùng cao nguyên Tây Tạng lạnh lẽo gọi là mái nhà của thế giới để đoàn tụ với chồng nàng nhiều tài liệu lịch sử liên quan đến chặng đường sầu muộn mà công chúa đã phải vượt qua để đến tây tạng đều bắt nguồn từ kho lưu trữ tư liệu triều đường các tài liệu này ghi chép hành trình phía bắc từ tràng an đến yakundo đến một miền đất xa xôi và đến với một dân tộc bí ẩn mà sau này hóa ra lại là những người đã dành cho nàng thật nhiều tình cảm và sự sùng mộ từ chi linh đoàn xe của công chúa hướng về phía Tây Nam để đi về phía ngọn núi Nhật Nguyệt, là mốc đánh dấu biên giới giữa các vùng trồng trọt và vùng chăn nuôi của Du Mục, giữa Trung Hoa và Tây Tạng. Chính tại nơi đây mà nàng công chúa trẻ tuổi và đầy niệm tuyệt vọng đã làm vỡ chiếc gương Nhật Nguyệt mà phụ vương đã ban tặng cho nàng. Người ta bảo rằng chiếc gương quý này có khả năng thần kỳ là hiển thị được hình ảnh của những người thân yêu và quê hương xa xôi khi nàng cảm thấy nhớ nhà nhất. Dưới chân núi, nơi mà mây và sương hòa quyện với nhau trên ngọn những cây thông cứng cỏi. Công chúa đổ lệ tuôn trào và đã khóc một dòng sông. Và ngày nay nước của con sông này cứ chảy ngược từ đông sang tây. Sử sách Đường Triều ghi chép rằng vua Songten Gampo đã đi thẳng từ Lhasa đến các hồ Tochering và Togonging gần Hoàng Hà ở Yukundo để gặp gỡ công chúa. Chính tại nơi đây là mốc điểm cuối cùng mà vị thượng thư bộ lễ đường triều đã dã từ nàng để quay về Tràng An. Người ta nói rằng vua Sotengampo và công chúa Văn Thành đã cùng nhau leo lên dặng núi Trala, La, Bayankala nằm ở độ cao 5.200 mét so với mặt nước biển để vượt thượng lưu sông Machu. Sau đó họ đến một thung lũng xanh dì sum xuê ở Yekundo, ngày nay là Yushu, nơi có suối chảy dốc rách và cỏ cây màu lục bảo nằm phơi mình dưới bầu trời hoàn toàn xanh ngát. Chính tại chỗ này mà cặp đôi tân hôn đã lưu lại một tháng và cũng là nơi công chúa Văn Thành đã cho xây một ngôi chùa và cho khắc trên vách đá hình ảnh Đức Phật cùng với vợ chồng nàng để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật đã gia hộ cho hành trình bình yên của nàng. Vào ngày nàng rời khỏi vùng đó ra đi, nhiều người dân địa phương nam và nữ ở thổ phồn đã đến tiễn biệt nàng với mắt lệ đầm đìa cuộc chia tay giữa công chúa và dân địa phương quả thật là rất khó khăn. Sau khi hội ngộ với công chúa ở Yukundo, nhà vua để công chúa ở lại để ra đi lo công việc triều chính. Và người ta biết không nhiều hay có rất ít sử sách đề cập đến chặng hành trình cuối cùng đến Lhasa của công chúa. Do có sự khác biệt giữa các tài liệu ghi chép về hành trình và thời gian công chúa Văn Thành về đến kinh đô nước thổ phồn những chi tiết dân gian này đã hé lộ không biết bao nhiêu lời đồn đoán về mối tình éo le giữa nàng với quan thừa tướng Ga và đứa con không chính thức của họ. Ở những vùng miền khác nhau trên mảnh đất thổ phồn rộng lớn, trong số các câu chuyện được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác, truyền thuyết này đã nổi lên và tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay. Người ta nói rằng công chúa Văn Thành đã mất 3 năm trời để đi từ chàng An thân yêu đến Kinh Đô La Sa và trong cuộc hành trình trường kỳ và gian nan băng qua những vùng trời sấm sét những cơn mưa như thác lũ và những cơn bão tuyết mù mịt này nàng công chúa yêu kiều uyên bác và yếu đuối này đã phải lòng chính người đàn ông ấy là người đã dùng đủ mọi cách để đưa nàng về đến được quê hương của ông một cách an toàn thật ra thì chính là ông người chiến binh can trường của vương quốc du mục người đàn ông cục mịch của một xứ sở kém văn minh một bậc đại sư mưu trí người đàn ông ấy, vị thừa tướng ga ấy là người đã chiếm đoạt trái tim nàng. Theo một số tài liệu lịch sử Tây Tạng và các câu chuyện truyền khẩu qua nhiều thế hệ thì quan thừa tướng ga Trongsten đã chủ định vạch ra một hành trình quanh co để đưa công chúa về Lhasa, bởi vì ông là vị tướng công duy nhất ủng hộ nhà vua thành hôn với hai nàng công chúa thuần thành Phật đạo nên có lời đồn đại rằng các vị quan tướng khác, vốn là những tín đồ nhiệt thành của đạo Bon, bản địa và là những người ganh ghét ông, đã vạch ra kế hoạch mưu sát công chúa trên đường về đến Tây Tạng. Sau khi cùng nghỉ ngơi ở Yakudo, thay vì đi đến Lhasa qua con đường tơ lụa, là con đường kinh doanh truyền thống, quan thừa tướng ga quyết định dẫn đầu đoàn người ngựa và tháp tùng công chúa đến một địa điểm khác có tên là Riwongche ở phía nam Yakundo rồi từ đây họ lại tiếp tục đi về phía nam đến tận pogo thậm chí hiện nay những người tây tạng sống quanh vùng địa linh pogo vẫn nhớ đến câu chuyện về quan thừa tướng và nàng công chúa trung hoa mà họ thường hay kể cho nhau nghe những lúc trà dư tiểu hậu dường như có một cái gì đó rất lãng mạn và nghiệt ngã đã xảy ra tại vùng nước xoáy trên dòng sông này cùng với con po và đắc po, poo là một trong ba địa phương chính của khu vực trung tâm của miền nam tây tạng và là một trong những vùng đất có nhiều rừng rậm và xinh đẹp nhất với núi đồi, hồ nước và sông ngòi xanh màu ngọc lục bảo. poo nằm ở phía bắc khúc cong vĩ đại của con sông sang po và đã nổi tiếng nhờ ngựa đẹp, mật ong và che nứa. người ta bảo rằng poo được thành lập bởi con trai của vị vua thứ tám của tây tạng. Rigum Senpo, khoảng 150 chiếc công nguyên. Và trong thế kỷ thứ 13, vương quốc bán độc lập Pogo đã được thành lập và trị vì bởi Kanam Gyalpo hay vua xứ Kanam. Pogo cũng nối kết với các thánh mật địa. Pemakyo vốn là vùng đất linh ẩn bằng một dãy đèo cao tuyết phủ chập trùng chính là ở tại vùng Powo ở miền Đông Tây Tạng này mà câu chuyện về đứa con không chính thức giữa thừa tướng Ga và công chúa Văn Thành đã phát sinh. Người ta nói rằng trên đường băng qua vùng Powo, nơi mà Ấn Độ ngày nay tiếp giáp với Tây Tạng, đứa trẻ sơ sinh con của thừa tướng và công chúa đã qua đời. Người mẹ đau khổ cùng cực đã chọn một dốc đá xinh đẹp, nhìn xuống dòng sông Powo bên dưới làm nơi mai táng đứa con xấu số của mình công chúa đặc biệt cho rằng chỗ này cũng giống như một huyệt đạo trong lòng đất, được xem là tinh túy của vương triều thổ phồn, mà một phần của nó không hiện diện trên trái đất này. Theo lời vị hóa thân Ba Kha đời thứ 10, cùng với nhà viết Phật sử Pulung Sangye Doje, thì nhiều thế hệ sau đó, một tu viện có tên là Ba Kha đã được xây dựng tại chính nơi mai táng đứa bé đó, giữa những cánh rừng thông um tùm, răng phủ nhiều mây trong một khu vực bao bọc bởi núi non xanh rì tươi tốt và vang vọng tiếng dòng sông tuôn chảy ẩm ỉ bên dưới. Cái tên Ba Kha bắt nguồn từ lòng tin vào truyền thuyết đó, nó vừa có nghĩa là nơi mai táng, vừa có nghĩa là chỗ nước xoáy trên dòng sông. Khi vua Songten Campo băng hà vào năm 649 sau công nguyên, người cháu trẻ tuổi của ngài lên ngôi kế vị, nhưng quyền hành đều nắm trọn trong tay quan thừa tướng Ga, lúc đó đang đóng vai trò nhiếp chính của vương triều Thổ Phồn. Trong suốt 8 năm, thừa tướng Ga đã dẫn đầu đoàn quân viễn trinh ở châu Á và quay về Lhasa năm 666 sau công nguyên. Một năm sau thì ông mất tại đây vì một cơn sốt nặng, theo tài liệu lịch sử ghi chép và truyền khẩu thì trong năm xảy ra xung đột giữa Thổ Phồn và Trung Quốc, sau khi nhà vua Băng Hà, công chúa Văn Thành đã rời pho tượng Jowo Rinpoche từ đền Ramoche về đền Jokhang vì có tin đồn rằng quân Trung Hoa đang tiến về thủ đô Lhasa phò tượng được cất giấu trong một vách ngăn tại một phòng cầu nguyện và ngày nay tại đây vẫn còn một cái phòng có tên gọi là điện thờ nơi jogo được cất giấu người ta truyền miệng với nhau rằng chắc chắn là trong thời kỳ chinh chiến sau khi vua ten tengampo băng hà mà quan thừa tướng ga đã quyết định chôn lấp chiếc pháp luân trung hoa Lịch sử kể lại rằng Thừa tướng Ga đã giấu chiếc pháp luân Trung Hoa tại Sanguk Tango trong khu vực của Mông Cổ. Trong cả hai vương triều Ho thì Sao thuộc về vua Sinh Tri của vùng Nam Mông Cổ. Và sau đó vị quân vương Gesa anh hùng của Sứ Linh đã ra tay hàng phục vua Sinh Tri của vùng Nam Mông Cổ. Thông tin chi tiết về Sao Gô Gô có thể được tìm thấy trong thiên sử thi Gesa và địa điểm chính xác của nơi này là hồ Draksum, So ở Poho ngày nay. Cái hồ này được xem là linh hồn của vua Gesa, bất khả chiến bại, vị vua huyền thoại của xứ linh. Hơn nữa trong vùng lân cận của hồ này có rất nhiều hang động bí mật và những nơi nhập thất liên quan đến một vị anh hùng khác, vốn có ảnh hưởng tâm linh sâu rộng nhất đối với Tây Tạng, đó chính là Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh. Guru Limpoche, thế kỷ thứ 8, thứ 9 đã đến Tây Tạng hơn một thế kỷ sau để nhiếp phục những kẻ khó nhiếp phục trên vùng đất hoang dại này. Hàng phục các linh tinh xấu ác bắt chúng thệ nguyện theo chánh pháp và trên thực tế Ngài đã du nhập Phật giáo vào Tây Tạng và xây dựng tu viện Phật giáo đầu tiên ở Samye dưới triều đại của vị Pháp vương thứ hai là Chitson Desen. Vậy nên chính là trên bờ hồ Draxum mà Thừa tướng Ga đã cho chôn chiếc đại kinh luân hay đại pháp luân Trung Hoa. Hồ Draxum nằm giữa các dặng núi cao, phủ rừng trùng điệp trong cùng khu vực màu xanh lục bảo của Po. -o. Câu chuyện về đứa con bất chính giữa quan thừa tướng và công chúa Văn Thành vẫn còn khi khắc trong trái tim của miền đất này. Vốn lâu nay đã từng chứng kiến và thương tiếc cho cái chết yểu của một đứa bé sơ sinh khỏi thế gian này năm thế kỷ sau, chi Đại Kinh Luân hay Đại Pháp Luân Trung Hoa đã được khai quật bởi Ga Chodingpa, là một trong những hóa thân đầu tiên của dòng truyền thừa Ga Chen, là dòng truyền thừa của các đạo sư với sự chứng ngộ cao thâm. Sau đó, các hậu duệ của quan thừa tướng Ga đã đến lập nghiệp ở vùng Kham, trưởng tộc của họ được phong tước vương vương quốc của họ là dê kê là vùng đất được biết đến như là mười điều nhân từ của bốn thứ bậc và từ dòng dõi hoàng tộc này dòng truyền thừa tâm linh ga đã ra đời người ta nói rằng toàn bộ lịch sử của dòng tộc ga cổ xưa được ghi nhận rõ ràng trong chỉ mục của bộ đại tạng phật giáo tây tạng bao gồm các lời Phật dạy đã được phát hành bởi Tenpa Sering là vị Pháp vương xứ Dege Vương quốc Dege và dòng tộc Ga cổ xưa Trong gần một nửa thế kỷ, dòng tộc Ga Tongsen đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều hành vương quốc Tây Tạng và điều này đã được chứng minh rõ ràng qua các tài liệu lịch sử và biện chứng khác nhau như trong văn chương Tây Tạng cổ tìm thấy ở Đôn Hoàng, lịch sử khắc đá Tây Tạng, các tài liệu lịch sử Trung Hoa và văn học dân gian chẳng hạn. Vào cuối thế kỷ thứ bảy, các mâu thuẫn đối kháng bên trong dòng tộc Ga phát sinh bên cạnh cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình giữa các quan tướng của dòng tộc Ga đầy thế lực và các hậu duệ của nhà vua Song Gampo Cuối cùng thì dòng tộc Ga thua cuộc. Họ đã đánh mất vị trí độc quyền trước đây trong liên minh với Hoàng gia. Kết cục thì vào năm 699, các hậu duệ của thừa tướng Ga Tốc Ten đã về quy ẩn ở vùng Kham và định cư bên bờ sông Trinh Chu. Từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 3, dòng tộc định cư Ga đã phát triển mạnh mẽ và được triều đình ban cho tước hiệu danh dự là 4D và 10G. 10 điều nhân từ của bốn thứ bậc. Cũng trong giai đoạn này, vào khoảng năm 1253, dòng truyền thừa Sakya của ngài Sakya Phapa đã lên nắm quyền sau khi được giao phó quyền hành tối cao từ vua Mông Cổ Kublai Khan. Sau đó triều đình Sakya phong tước cho vua xứ DG, DG Gapo, cho trưởng dòng họ Ga và cho nên từ đó trở đi, mảnh đất của họ trở thành vương quốc DG vùng đất nhân từ. Từ đó dòng tậu ga cổ xưa, nơi xuất thân của các vị vua xứ gê trị vì toàn bộ khu vực phía bắc của Kham. Từ xưa đến nay, Đê-Gê luôn luôn nổi tiếng với nhà in kinh Dege, De Park khang được thành lập vào năm 1729, vốn là nhà in kinh Phật đầu tiên. Nhà in này được thành lập bởi vị vua Đê-Gê thứ sáu, Tenpas Thuring sinh năm 1678 mất năm 1738, cũng là vị trưởng tộc đời thứ 12 của hậu duệ dòng Ga. Một đứa trẻ có tên là Ga Dampa, mà sau này được biết đến là Ga Chodingpa, đã được sinh ra từ dòng tộc Ga vào thế kỷ thứ 12 và cũng là vị hóa thân đầu tiên mở đầu cho chuỗi tái sinh liên tục của chư vị Ga Chen Rinpoche. Vào giữa mùa xuân năm 1180, Gadampa chào đời từ gia đình của dòng tộc Ga cổ xưa tại một nơi có tên là Medo ở vùng Kham. Chính vị thiền giả đạt ngộ cao thâm này đã mở đầu cho sự truyền thừa liên tục của các vị thủ ngôi dòng Ga Chenrimpoche cho đến ngày hôm nay. Người cha của Gadampa, Penki Semo, vốn là một hành giả chứng ngộ theo mật tông của dòng truyền thừa Varabarava, đại uy đức Kim Cang vào thời đó có một vị lạt ma thuộc dòng sakya trú ngụ tại tư gia ga sau khi thọ nhận lễ gia lực từ vị lạt ma này năm người con của người trưởng tộc đều hướng tâm theo phật pháp và cuối cùng thì họ đều trở thành các đạo sư tâm linh lớn một trong năm người này là gadampa người mà sau này được biết đến như là gajodingpa theo tài liệu lịch sử gajodingpa được xem như là một hóa thân của Arya Deva Thánh Thiên, cũng như là vị tái sinh đầu tiên được biết đến của nhân vật đầy huyền thoại, thừa tướng Ga Tok Ten. Người ta kể rằng khi mới sinh ra đời, Ga Choding Ba đã có thể cầm được cây gậy quyền và tụng lục tự chân ngôn Om Mani Padme Hum của Quán Thế Âm. Người mẹ lấy làm kinh hoàng và không dám kể cho người khác về khả năng phi thường của đứa bé, vốn sau này sẽ trở thành một hành giả mật tông chứng ngộ cao thâm. Khi Gajodinpa lên 10 tuổi, cha mẹ của ngài đều bị sát hại. Ngài theo người anh lớn về sống với một người bà con, và chính người bà con này đã trao truyền thêm giáo huấn tâm linh cho Gajodinpa. Vào năm 15 tuổi, khi đang thọ nhận lễ gia lực từ đạo sư Tonopa, Gajodinpa lần đầu tiên nghe nói đến Jiten Gompo Rinchenpel là vị danh sư ở tại chú xứ Trikung thời ấy. Ga Chodingpa được kể rằng vị đại thành tiểu già này có lòng bi mẫn vô song, đã thể chứng không tánh thậm thâm. Chính vị này là người có thể giảng giải một cách vượt bậc về chân nghĩa của các giáo lý của Đức Phật, cũng như về sự vận hành của duyên sinh một cách hết sức siêu việt mà không ai khác có thể làm được trải qua nhiều gian khó kachodingpa đã lên đường đi từ vùng u đến drekung thiêu ở miền trung tây tạng để tìm vị đạo sư có túc duyên với mình ngài đã lưu trú ở đó nhiều năm thọ nhận nhiều giáo huấn và thực hành tinh tấn dưới sự dìu dắt của đức kyopa Jiten Sumgong. Lúc đầu chàng trai trẻ từ dòng tộc Ga đã siêng năng sách nước và dọn dẹp cho than trong các lò đốt và sau đó trở thành một vị thị giả, sống cùng trong tư thất của thầy mình. Sau đó chàng trai trẻ được thọ cụ túc giới và được ban cho một pháp danh mới. Khi Pháp Vương Jitensumgon Sumgon hỏi rằng pháp danh mà Ngài đã được ban cho trong quá khứ là gì, thì Ga Chodingpa đáp rằng đó là Jonu Vajra, Pha vương di tên Sumgom khía chột thốt lên, nhưng con đã là một lão nhân rồi mà. Vậy cái tên Kim Cang thiếu gia là gì cơ chứ? Rốt cuộc thì con chính là Sakia Pen đấy. Khi nghe cái tên Sakia Pen thì tâm của Ga Chodinpa trở nên trong suốt như pha lê và ký ức về tiền kiếp của ngài lập tức hiện về. Sau đó Đức Di Tên Sung Gom đã kể lại cho người đệ tử trẻ tuổi của mình nghe câu chuyện về vị chuyển luân vương Ludwig Roma. Cùng cậu con trai út của vị ấy, chàng đệ tử trẻ tuổi này thực ra cũng là một lữ khách lão niên, dày dặn và thâm thúy từ nhiều đời kiếp. Nghe về Tất cả một nghìn người con của vị chuyển luân vương đều đã dần dần xuất gia tu tập ngoại trừ cậu út Ba vương vườn Zitensumgam nói như thế, buồn bã về sự vô minh và bám luyến vào các thú vui hoàng cung của cậu út, vua cha đặt một lời chú nguyện trên các con sông, rừng rậm và dinh tự. Lập tức từ đó phát ra pháp âm, rồi giai điệu du dương cùng thắng nghĩa bỗng nhiên tràn ngập con tim của chàng hoàng tử vô tâm chàng bèn quyết định chuẩn bị một ngàn lọng vàng nạm nọc lấp lánh để cúng dường cho từng vị hoàng huynh đã đạt quả vị A-La-Hán với ước mong được giải thoát khỏi sự ô nhiễm của cuộc sống thế tục. Ngay lúc đó, mầm giác ngộ đã được gieo vào tâm thức chàng trai. Tiên đoán chuyện tương lai, vua cha thốt lên rằng một ngàn hoàng tử sẽ trở thành một ngàn vị Phật trong hiền kiếp và hoàng tử út sẽ là người cuối cùng hóa Phật, sẽ là vô lượng nguyện Phật. Hoàng tử Út chính là Ga còn vua cha đã tái sinh thành Pháp vương Jitensumgon. Trong số 10.000 đệ tử của Pháp Vương Jiten Sumgom có hai đại trưởng tử là Chenga Trakpa Junne và Chenga Seraf Junne được người trong xứ biết đến như hai đại học giả và đạo sư siêu Việt. Kế tiếp có ba trưởng tử là Ga, Nyo, Cho được biết đến như ba đại thành tựu giả Ga Chodinpa, Nyo Dawa, Lanangpa và Pachen Choye. Người ta kể lại rằng có lần Ga Pa bước lên một huyệt động sâu và dài sau khi nhập thất và thị hiện thành một kim sĩ điểu vương khổng lồ để xua đuổi một con mãng xà màu xanh dương đậm, kinh khiếp bởi vì Ngài cho rằng lúc đó nó đang bao quanh tu viện để làm hại Pháp vương Jiten Như vậy, Kyopa Jiten chính là đối tượng mà ở Ga Pa đã phát triển lòng sùng kính tột độ và nhờ vào sức mạnh của lòng sùng kính vô song này và nhờ bởi sự kết nối túc duyên sâu dày thanh tịnh giữa đạo sư và đệ tử mà ga pa đã kiểm soát được ngũ đại, đạt giác ngộ trọn vẹn và hòa nhập với tuệ giác của đạo sư gốc của mình. Sau đó ngài trở thành một đạo sư nổi tiếng được nhiều đệ tử tìm theo cầu đạo như những đàn ong bu quanh mật ngọt. Nhưng vì đối với Ngài vẫn còn quá sớm để bắt đầu giảng Pháp và vì có một sức ép thôi thúc Ngài thoái thác lời yêu cầu của những người đệ tử này. Nên Ngài đã của trách họ và yêu cầu họ ra đi và Ngài nghĩ rằng thời điểm bắt đầu giảng Pháp vẫn chưa chín muồi. Vâng lời đạo sư, Ngài mạo hiểm đến dặm núi Thiêng Sari, ngọn núi pha lê thanh tịnh ở phía đông nam Tây Tạng để khai mở vùng đất thiêng này cho những người ẩn tu và những người hành hương ngày thường nhập thất kín, thiền định và tụng chú ngày đêm. Khi Ga Chodingpa quay về Drikung Thiel, có tới 500 đệ tử đã đồng hành với ngài đến đó. Một hôm trong lúc chú ngụ trong một hang động, được biết đến như là hang động Ga ở Dakpo, tất cả các loài quỷ ma bản địa đã bao vây ngài. Lúc đầu chúng dùng khí giới sắc bén để đả thương ngài, nhưng sau đó bị ngài hàng phục và đã xin quy y ngài người ta nói rằng sự hóa hiện của hiểm nguy chỉ là một ảo giác, một sự phóng chiếu của tâm và việc thực hành bồ đề tâm ngăn được hiểm nguy đó, không cho nó hóa hiện hay phát tác. Do bởi tâm bồ đề thì luôn tìm cách mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh, kể cả yêu ma bên ngoài mà chẳng hề phân biệt. Cuối cùng, theo gợi ý của Pháp Vương Jitensumgon, ba đi bằng ngã Gato, để băng qua Đắc Pô đến vùng đất Po nơi mà ngài nhớ lại tiền kiếp và các hành động đã làm trước đây khi còn là quan thừa tướng Ga Tokten. Sau đó ngài đã cho khai quật chiếc pháp luân Trung Hoa quý báu từ nơi chôn giấu bên bờ hồ Đắc Sum. Rồi Ga Cho Đinh Pa đã khai lập Rinchen Rinchenling hay tu viện Po Pulung ở Po năm 1115 và sau khi khai quật chiếc pháp luân Trung Hoa vĩ đại mà thừa tướng đã chôn giấu hàng thế kỷ qua, ngài mang nó về Phô-ô-pu-lung, nơi mà nó được gìn giữ suốt 8 thế hệ qua. Lịch sử kể lại rằng sau 8 thế hệ tái sinh tại nơi thủ ngôi cũ của dòng tộc Ga ở Phô-ô, và một ngày ở đầu thế kỷ thứ 17, nữ đại hộ pháp Achiroma của dòng truyền thừa Jikungkaiu đã thị hiện vô cùng sống động và nói những lời sau đây với ga Tenzin Phun Sóc, là vị thủ ngôi của dòng ga lúc ấy. Hãy chôn giấu chiếc kinh luân quý báu này ở phương Bắc, tại tảng đá trắng, có hình thù sư tử đang nhảy vọt lên trời. Và thế là ga Tenzin Phun Sóc hiểu ra là nữ đại hộ Pháp, Achi Roma, muốn báo rằng nơi thủ ngôi của dòng ga và chiếc Pháp Luân Trung Hoa vĩ đại Choko Yanakma phải được di rời về Nang Chen ở vùng Kham. Trong khoảng thời gian từ khi Ga Dingba, thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 13, đến thời điểm mà nơi thủ ngôi ga được di rời về Nang Chen, đầu thế kỷ thứ 17, thì được tính kể là có tất cả 8 đời ga tái sinh. Tuy nhiên, những lần tái sinh trước đó đã không được ghi chép và nhập vào danh sách thứ tự chỉ sau khi thiết lập lại nơi thủ ngôi ở làng Ga, người ta mới bắt đầu ghi chép thứ tự truyền thừa, bắt đầu từ Ga Tenzin Phunchok, vị Ga Chen Rinpoche đời thứ nhất cho đến Ga Chen Rinpoche thời nay. Vương quốc Nangchen và các vị tái sinh Ga Chen trong quá khứ, khoảng thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Hiện nay năm 2013, Gachen Rinpoche hay Con Chóc Getsan là vị tái sinh đời thứ 8 của dòng truyền thừa Gachen. Các kiếp tái sinh của Ngài được chính thức ghi nhận lại từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ thứ 17. Thực tế thì Gachen Rinpoche liên tục tái sinh kể từ vua Sokten Campo đến đời tái sinh trước thế kỷ thứ 16 không được tính kể trong 8 kiếp tái sinh vừa nói. Thêm vào các trích đoạn từ các cuộc phỏng vấn Gachen Rimboche thì sau đây, những sự kiện lịch sử và các câu chuyện về tám đời tái sinh ga, các tu viện ga thượng và hạ, phong cảnh chung quanh các nơi thiền định và hang động của các vị Gachen Rimboche đời trước đều được biên soạn dựa vào các tác phẩm chọn lọc của con chóc ten Gasen và bản dịch Anh ngữ của con chóc Dawa Changmo do Lama Gape hiệu đính các lời giải thích của Lama Gapé và bản dịch Anh ngữ của Ina BL và các bài viết của Thupten Nima, Lama Gapé về tóm tắt lịch sử các đời tái sinh ga và tu viện ga cùng những lời giải thích trực tiếp của Lama Gapé. Ga đời thứ nhất, Tenzin Phunshok, tu viện ga thượng, Thăng Thiên sư tử thành. Ga Tenzin Phunsoc là con trai của Quốc vương Kama của xứ Nangchen, ngày Chokyan Richen Phunsoc, sinh năm 1547 mất năm 1602. Vị thủ ngôi thứ 21 của dòng truyền thừa Truy cung đã từng dựa vào vị hoàng tử này như người hướng dẫn tâm linh và sau đó vị hoàng tử đã xuất gia và đã được phong làm quốc sư chính của nhà vua xứ Nangchen. Tiếp theo, việc di cư từ Phogo về làng Ga có lẽ là vào khoảng thời gian từ đầu đến giữa thế kỷ thứ 17. Ngài Ga Tenzin Phunsoc đã thành lập tu viện Ga Thượng chùa trên và đặt tên cho nó là Sen -gây Nam Namjong, Thăng Thiên Sư Tử Thành. Trước khi ngôi đền này được xây dựng, dân địa phương thường gọi khối đá này là Sen nam trong hay Sư Tử phóng lên trời. Điều này phù hợp với lời tiên tri của bà Achidroma người ta nói rằng Thăng Thiên Sư Tử Thành nằm ở vị trí mắt của ngọn núi, có hình thù con voi một cách tự nhiên. Ngọn núi này có một viên ngọc trên lưng và trên viên ngọc là khám thờ của vị thần địa phương. Người ta còn nói rõ ràng là thân voi đang di chuyển xuống cây hồ trong thung lũng. Vào thời ấy cái hồ không tồn tại cho đến tận 200 năm sau tại Thăng Thiên Sư Tử Thành này đây, chiếc pháp luân Trung Hoa chân quý đã được gìn giữ qua 8 thế hệ đến tận ngày hôm nay. Từ thời điểm đó trở đi, Ga Tenzin được biết đến như một vị thủ ngôi thứ nhất của dòng tái sinh Ga Chen và các vị tái sinh liên tục sau đó bắt đầu đóng vai trò là bổn sư của quốc vương xứ Nang Chen địa điểm và các công hạnh giác ngộ của Gatenzin Phunsoc được Đạo sư Padma Sambhava tiên tri trong Pháp bảo Gia Samaya, bí mật tập hội, ẩn tàng do Ngài khai mật tạng nổi tiếng Ratna Lingpa phát lộ. Mật tạng này chứa đựng các giáo huấn bí mật về nghi quỹ hồng quan âm cũng như về pháp dược mật tạng và các chất liệu thiêng liêng khác Lời tiên tri nói rằng các pháp bảo này phải được chuyển đến cho một vị lạt ma có tên là Tenzin Phunsoc. Ngoài ra, lời tiên tri còn nói rằng pháp hành này sẽ đem lợi lạc lớn lao đến các chúng sinh và sẽ giúp tu viện của lạt ma, Lama Tenzin Phunsoc phát triển trong nhiều đời kiếp. Lời tiên tri còn công nhận Ga Tenzin Phunsoc là một hóa thân của Avalokiteshvara, thiên thủ thiên nhãn quán thế âm mô tả chú xứ của ga Tenzin Phun Sốc, cảnh quan màu sắc chung quanh và có thêm cả những yếu tố khác để có thể giúp xác định vị trí chính xác. Lời tiên tri cũng hé lộ một số dấu hiệu trên cơ thể Ga Tenzin Phun Sóc để chứng minh rằng Ngài là hóa thân của Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là nốt ruồi có hình mạng đà la trên phía cánh tay trái, một hoa sen trên phía trên cánh tay phải và chữ Shi, chủng tự của quán thế âm ở ngay tâm điểm trước khi vị khai mật tạng Ratna linh ba viên tịch ngài trao giáo pháp mật tạng hồng quan âm pháp dược cùng các chất liệu khác cho người con trai là rin jin sewang rakpa và giao phó cho người con nhiệm vụ đi tìm vị đạo sư đã được tiên tri để chuyển giao các pháp bảo này theo lời dạy của cha sê quang Đa-pa đi tìm vị đạo sư được tiên tri trong mật tạng mong muốn được gặp mặt vị này ông đi đến địa điểm được mô tả trong đó ông mang theo các viên pháp dược do đạo sư patma Sambhava trôn giấu và các chất liệu mật tạng thật ra vốn thật là những mảnh thịt khô của một vị bà la môn đã chứng đắc các quả vị bồ tát vị bà la môn bồ tát này đã trải qua 7 kiếp người liên tiếp liên tục giữ nghiêm giấy ăn chay thịt khô của vị bà la môn tái sinh lần thứ bảy này vốn không khác biệt đức phật siêu việt được xem rất là linh thiêng và có năng lực và thánh chất tịnh hóa phi thường trong thực hành mật tông, loại thịt quý hiếm này được dùng như chất liệu mật nguyện và được gọi là thịt của vị bà la môn tái sinh lần thứ bảy. Người ta tin rằng bất kỳ người nào đặt miếng thịt khô lên lưỡi của mình sẽ không bao giờ bị đọa sinh vào cõi địa ngục. Người ta nói rằng bà Mandarava, một vị công chúa Ấn Độ, con gái của vua Vihadara xứ là một trong những vị phối ngẫu tâm linh chính của Guru Rimboche đã nếm được chất liệu mật nguyện này. Cuối cùng, Sewang Dapa gặp được ca Tenzin Phun Sok, xác chứng các dấu hiệu được tiên tri trên cơ thể ngài và dâng pháp dược cùng thịt khô của vị bà La Môn lên cho ngài. Đại đạo sư đã liếc nhìn các pháp bảo này, đặt pháp dược và thịt khô lên lưỡi của mình và thốt lên. Ôi, đạo sư Padma Sambhava đã tiên đoán được việc ta tái sinh. Lời tiên tri của ngài phù hợp với tên ta. Ta đây, một lão già. Ngay vào lúc đó, Gachen Rinpoche đời thứ nhất, người được tiên tri là hiện thân của quán thế âm, đã bất chợt nhấc bổng hai chân lên khỏi mặt đất. Ngài lướt đi nhẹ nhàng trong không gian như một cọng lông đang nhảy múa. Bắt đầu từ lúc ấy, các đợt nhập thất Kyuhuma Samia được tổ chức thường xuyên tại tu viện Ga Thượng. Kachen Rinpoche đời thứ nhất, Tenzin Phunsoc là người đương thời với Kama Chamen Rinpoche đời thứ nhất. Ngày ấy nổi danh với danh hiệu Raga Ac, sinh năm 1613, mất năm 1678. Các ngài từng gặp nhau và cùng thực hành Pháp với nhau. Khi chiếc Pháp Luân Trung Hoa Choko Gyanakma lần đầu tiên được xước đến Thăng Thiên Sư Tử Thành, một khóa nhập thất, Drupchen, quán thế âm do cả hai vị Ga Tenzin và Trang cùng chủ trì đã được tổ chức. Drupchen có nghĩa là đại thành tựu. Trong đợt nhập thất, nhiều hành giả vân tập để cùng thực hành, cầu nguyện và tụng tâm chú của vị bổn tôn chính, ngày đêm không gián đoạn cho đến khi khóa nhập thất kết thúc thường thì các vị lạt ma chuẩn bị nhiều viên đút xi hay viên mani được chế từ các loại thảo dược quý và các chất liệu thiêng liêng để được gia trì trong khóa nhập thất theo đạo sư Padma Sambhava, các viên pháp dược mani chế biến đúng cách có thể mang lại các lợi ích lớn lao về sức khỏe và tâm linh, và nếu được uống với lòng sùng kính thực thụ thì sẽ có thể tịnh hóa các ác nghiệp tiêu cực và làm cho tâm thức hướng về giáo pháp. Trong một khóa nhập thất Thiên Thủ Thiên Nhãn quán thế âm tại Thăng Thiên sư Tử Thành, một cơn mưa pháp dược mani bỗng dưng tuôn xuống từ trên trời và lấp đầy mảnh đất trước nơi nhập thất Mảnh đất này sau này được gọi là Chapaso, hồ nước mưa. Trước đây ở chốn này chẳng có cái hồ nào cả, nhưng sau khi vô số pháp dược mani được tuôn xuống như mưa thì trông nó giống như một hồ nước ngập tràn pháp dược tại điện mani trong tu viện ga thượng nơi an vị chiếc pháp luân trung hoa việc trì tụng minh chú quán thế âm để gia trì bình pháp dược mani và việc quay chiếc choko gyanakma diễn ra liên tục không bao giờ ngừng nghỉ từ lúc ấy các tăng sĩ trên tu viện ga thượng hay chùa trên thường thay phiên nhau trong các thời khóa mỗi thời khóa kéo dài trong 4 giờ đồng hồ để trì tụng tâm chú Om Mani Padme Hum và quay pháp luân liên tục 24 giờ một ngày để phát khởi Bồ đề tâm và mang lực gia trì đến cho tất cả các chúng sinh trong sáu cõi. Ở phía bên tay phải của đền, trên phiến đá trắng của vách đá có in hẳn dấu phết hình hài Guru Rinpoche theo kích cỡ lớn. Người ta nói rằng dấu ấn hằn này do Đức Liên Hoa Sinh để lại và các hành giả có nghiệp thanh tịnh có thể thấy được đó chính là thân giác ngộ của Guru Rinpoche. Ở phía bên tay trái của đền, trên mặt vách đá là một hang động tự nhiên, nơi mà Dakini Yeshe Sokyan, đệ tử chính và vị phối ngẫu tâm linh của Guru Padma Sambhava đã hành trì pháp Kim Cang Phổ Ba. Người ta nói rằng âm thanh của con dao Kim Cang Phổ Ba, Diriri, vẫn còn vang vọng nơi đây. Người ta không thể dễ dàng nhìn thấy cái động thiền định bí mật này từ bên ngoài vì có một cội cây bách xù linh thiêng đứng che khuất mặt tiền của động bên dưới động và trên mặt vách đá người ta có thể dễ dàng nhìn thấy dấu chân đủ mọi kích cỡ của các thiên nữ nhảy múa bên trong ngôi đền manika trên mặt vách đá có một cái lỗ mà người ta nói rằng được tạo ra bởi thánh nữ yese sokyang bằng con dao phổ ba để hứng nước cam lồ trường thọ cho đến ngày nay, trong khóa nhập thất quán thế âm trong tháng Tây Tạng đầu tiên mỗi năm, nước cam lồ trường thọ thỉnh thoảng chảy dì ra và có thể được hứng để uống, mặc dù trong các tháng sau đó thì lại chẳng còn có gì chảy ra được nữa. Gachen Rinpoche đời thứ hai, Tenzin Drakpa, được tuyên nhận bởi bậc đạo sư Drikung Vô là Dharma Kitty, sinh năm 1595, mất năm 1659, là vị thủ ngôi dòng truyền thừa truy cung thứ 24. Ngài được biết đến như một học giả và một bậc thầy đạt chứng ngộ cao. Từ vị thủ ngôi dòng truyền thừa truy cung thứ 25, tức chết sang Rinpoche thứ hai, J. Chinlay Dangpo, sinh năm 1656, mất năm 1718. Ngài đã thọ nhận và thực hành tất cả các giáo pháp của dòng Truy Cung Kayu. Tenzin Dropa cũng là một vị đạo sư tối thượng về pháp phô hoa, là một pháp thực hành chuyển di tâm thức vào thời điểm lìa đời. Rất nhiều tăng sinh đã vân tập chung quanh ngài và tu viện ga thượng trở nên quá nhỏ bé để cho tăng chúng lưu trú. Do đó, Gachen Rinpoche đời thứ hai quyết định xây dựng tu viện ga hạ, chùa dưới, Wangden Potrang hay cung điện Uy Linh ngay trước khi xây dựng tu viện ga hạ tăng chúng hành chỉ pháp hộ pháp trên tu viện ga thượng và dâng bánh tọc ma khi kết thúc các khóa lễ lúc bánh tọc ma được mang ra ngoài một con quạ bất chợt xà xuống và tha cái bánh đi mất người ta mới quyết định rằng quạ thả bánh chỗ nào thì chỗ đấy sẽ là địa điểm xây dựng tu viện mới con quạ bay vòng vòng trên tu viện ga thượng thăng thiên sư tử thành rồi bay xuống thung lũng bên dưới và rồi nó đã thả bánh tọc ma cạnh một cái cây lớn cái cây này đã trở thành trung tâm của tu viện ga hạ vốn nằm ở giữa thung lũng an bình nơi mà giai điệu êm ái của con sông pachu gần đó luôn vang vọng tiếng thầm thì của những câu chuyện cổ tích đã bị thất truyền từ lâu đằng sau tu viện ga hạ là ngọn núi tự nhiên có hình dạng con voi mà trên đó tu viện Ga Thượng được xây dựng. Ở phía đông là vua Ditarasha, núi Bong Mây. Ở phía tây là vua Virupasha, núi Mongka. Và ở phía bắc là vua Vaisaravana, núi Sewa Oden. Bầu trời hiện ra trông giống như một bánh xe pháp tám nan hoa, còn mặt đất thì như một hoa sen tám cánh trên các hướng chung quanh hiện ra tám biểu tượng cát tường và tất cả được bao gồm trong địa hình vùng đất mà tu viện Ga Hạ được xây dựng. Ga Chen Rinpoche đời thứ ba, Choki Ningma là đệ tử tâm truyền của Pháp vương Rui Cung thứ hai, Trung Sang Dondrup Chogyang. Sinh năm 1704, mất năm 1754, tức là vị thủ ngôi thứ 26 của dòng truyền thừa Tri Cung là người thủ giữ các giáo pháp thiêng liêng của dòng Truy Cung. Ga Chen đời thứ ba để lại một dấu ấn sâu sắc trên mảnh đất này như một hành giả huyền bí và một thành tựu giả có pháp lực diệu kỳ. Ngài không cần phải đảm nhiệm vị trí thủ ngôi của dòng Truy Cung Cayu trong thời kỳ giao chuyển hoặc phải lo việc Phật sự của dòng nhưng lại chịu trách nhiệm trao truyền tất cả các giáo pháp và quán đảnh truy cung cho vị tái sinh trẻ tuổi là vị thủ ngôi thứ 28 của dòng truy cung. Đó chính là Pháp Vương Trung Sang Choki Nima, sinh năm 1755, mất năm 1792. Như vậy Pháp Vương Trung Sang Choki Nima là đệ tử của Gachen Choki Nima. Và ngẫu nhiên, hai thầy trò có tên giống nhau và cũng đã xây dựng được một mối quan hệ thân thiết tuyệt vời. Các đệ tử tâm yếu khác của Gachen Choki Nima, kể cả các vị lạt ma cao cấp ở tu viện Ga, như Ga Minggu và Ga Namdrun, lại thường gọi ngài là Dama Surya mặt trời giáo Pháp. Vì Chô Ki Ninh Ma tiếng Phạn vốn có nghĩa là mặt trời của giáo Pháp hay của những giáo huấn. Ngoài ra, Ga Chô Ki đã dành hầu hết cuộc đời Ngài cho việc thiền định trong các hang động hay trong các động đá của vùng Ga và đã thành tựu được cảnh giới Pháp thân viên mãn và vô song trong kiếp sống ấy. Ngài đã để lại dấu ấn của bàn tay trên đá, có thể nhịn ăn nhịn uống trong rất nhiều ngày. Khi người ta cúng dường thực phẩm cho Ngài, thì Ngài sẽ dùng chúng, nhưng khi không có thực phẩm, Ngài cũng chẳng quan tâm. Ở phía đông của điện Ga Mani trong tu viện Ga Thượng, nơi an vị trước Pháp Luân Trung Hoa, có một ngọn núi tên là Cung Jong rắc hay ưng thành thạch, mang hình thù tự nhiên của chim ưng. Ngày xưa, khi Đức Liên Hoa Xanh Guru Padma Sambhava cho xây dựng tu viện Samye Vinh Quang vào thế kỷ thứ 8, có một con quái vật rồng hiện ra gây hại rồi trốn về thung lũng của vùng Ga thì hiện thành con chim ưng. Guru Rimboche đã rượt đuổi và hàng phục con quái vật và sau đó chim ưng đã hóa thành tảng đá thiêng phía trước tảng đá có một cái giếng mà con quái vật rồng hiện nay đang trú ngụ theo lệnh của Guru Rinpoche. Gần cái giếng và trên đỉnh ưng thành thạch là một cái động có tên là Doje Lokakpul, động bạch tâm bất hoại, nơi mà Gachoki Ninh ma đã từng nhập thất kín và tụng 1,3 tỷ biến tâm chú Chakra Sambhava chính là nhờ pháp hành Chakra Sambhava mà Ngài đã đạt được các thành tựu phi thường. Từ đó người ta nói rằng vì đại sư với những phẩm hạnh siêu phàm và vô lượng này có thể bay lượn như một con chim và mang áo trên một luồng nắng lọt vào trong phòng. Hiện nay chiếc pháp y này được dùng để trang nghiêm pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được an vị trong tránh điện của tu viện Ga Thượng dưới hang động Doje Lokapun là một hang động khác, nơi mà các đệ tử của Gachokin Ningma thiền định. Họ sống nhờ ăn tinh thể, trích ra từ đá theo lời dạy của bồn sư của họ. Họ không uống gì và chẳng ăn gì ngoại trừ tinh thể của đá. Ở giữa khu rừng, đằng sau cái động này là bức họa tự nhiên của quán thế âm ngàn mắt ngàn tay trên mặt vách đá. Và tại nơi đây, người ta có thể tìm thấy một hang thiền định khác nữa của Gachoki Nyingma. Chiếc hang này nằm ở vị trí giữa tim Đức Quán Thế Âm, trông giống như một viên ngọc quý xuất hiện từ trái tim của Đấng Đại Bi Bồ Tát. Ở phía bên tay phải bức họa Quán Thế Âm và hang thiền định của Gachoki Nyingma. Có một bảo tháp nằm khuất sâu trong một hang động ở treo leo giữa một vách đá thẳng đứng mà người bình thường không thể dễ dàng đến được. Người ta nói rằng thoạt đầu chỉ có chư thiên và chư thiên nữ mới có thể đến cúng dường bảo tháp này, vốn chứa đựng xá lợi linh thiêng của Lan Chen Pan Sang. Lan Chen Pan Gi Sang là một trong hai ba đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh. Một lần nọ, Gachoki Ningma được mời sang một vùng lân cận và cùng đi với ngài có thêm một số chư tăng trong tu viện. Thường ngày thị giả của ngài đi trước dẫn ngựa, nhưng lần đó ngài lại cầm cương ngựa. Chắc hẳn là con ngựa không được khỏe hoặc là do tác động của một loài phù thuật nào đó nên nó trượt nổi khùng và tự phi vọt đi nó phóng qua một khu rừng rậm trong thung lũng ga và rồi đã làm cho cả người và ngựa bị kẹt giữa các bụi cây lúc con ngựa cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát ra thì người ta thấy gachen rimboche đời thứ ba người kỵ sĩ bất đắc sĩ đã phóng mình từ yên ngựa ra khỏi cánh rừng rậm rạp và đáp xuống trên mặt vách đá phía bên phải bức họa quán thế âm tự nhiên kia khi chư Tăng và dân làng bắt đầu tìm kiếm đạo sư của họ, thì không ai biết đích xác nơi ngài đáp xuống. Vượt qua nhiều gian khó, họ trèo lên phiến đá thẳng tắp, kế bức họa quán thế âm, và đến phía sau hang động, là nơi bí mật mà người ta nói là đang chứa đựng bảo tháp của Lan Chen Pa Sang. Cái hang thiêng này đã từng được thành tựu giả Senten Sangcom hàng thế kỷ trước khai mở từ trung tâm của cánh đồng phía sau, khai mở một hang động hay một nơi linh thiêng, trên thực tế là tìm lối vào để bản thân mình và những người khác có thể vào để nhập thất. Sentong Sanggon là một trong ba người đàn ông đến từ vùng Kham, là một đệ tử tâm yếu của Dakpo Rinpoche, Gampopa, vua song, và ngài đã dùng pháp lực thần kỳ để khai mở cái động này. Từ đó, nó chưa từng được sử dụng bởi các hành giả khác cái động bí mật đó của lan chen pan sang chính là nơi mà gachoki ninh ma đã đáp xuống đằng sau động có một lỗ nhỏ mà qua đó người ta có thể nhìn vào trong chính là nhờ cái lỗ này mà chư tăng cuối cùng đã nhìn thấy đạo sư của mình ngài vào động từ phía trước của vách đá khi bay bổng trên không qua cái lỗ đó người ta nói rằng người ta có thể thấy rõ ràng hai dấu tay do gachoki ninh ma để lại trên phiên đá bên trong những người khác thì nói rằng họ cũng có thấy dấu chân đạo sư của mình, mặc dù việc nhận diện chúng qua một lỗ nhỏ là khá khó khăn. Khi Gachen Rinpoche đời thứ ba, Choki Ningma, thị tịch, đích thân quốc vương xứ Nang Chen yêu cầu mang di hài của ân sư của mình về cố đô. Nhà vua muốn đưa di hài Rinpoche về nhập bảo tháp tại đây. Lúc đó, nhà vua cũng có một vị thầy riêng khác có tên là Ade Rinpoche, một đại sư của dòng truyền thừa Drupal Kayu, đời thứ bảy, đã tái sinh là một cư sĩ tại Gia. Chắc chắn là nếu Di hải Gachoki được đưa về Nangchen, thì Adu Rinpoche sẽ chủ trì việc tăng lễ và nhập tháp. Do đó, các vị lạt ma cao cấp tại Gakon đã thảo luận về đề nghị của nhà vua và chính lạt ma Ga Minh một người rất nghiêm khắc và có giới hạnh nghiêm tịnh, đã từ chối tuân theo vương lệnh. Lạt ma Ga Minh nhất quyết đòi chuyển di hài của vị Ga Chen đời thứ ba, về Tri-cung và cúng dường cho tu viện cung Thil. Đó chính là những gì mà Lạt Ma Ga Minh đã nói và đã thực hiện lạn ma đặt di hài của Gajuki Ninh ma tức Gachen Rinpoche đời thứ ba, lên trên lưng con châu giác và quyết tâm di chuyển di hài từ vùng Kham ở miền Đông Tây Tạng đến Rikung Thiel ở tận miền Trung. Hành trình vận chuyển di hài Kudong của Gachuki thực sự là một hành trình gian khổ và làm nản lòng nhiều người đặc biệt là trong tình hình thời tiết khắc nghiệt và không thể dự báo trước được thường phải mất ít nhất 1 đến 2 tháng nếu đi bằng ngựa, trâu giác hoặc đi bộ qua đèo núi, băng qua các tảng đá khổng lồ, các hẻm núi thẳng đứng và các con sông tuôn chảy dữ dội. Thậm chí, nhiều khi chẳng có lấy một cái cầu nào để vượt qua. Trước đó, ngài đã nhờ một người đưa tin vượt qua một số ngọn đèo nhỏ để về báo trước cho tu viện Cung biết rằng ngài đang chuyển di hài của Ga-chen Rinpoche đời thứ ba bằng châu giác và phía tu viện thì cần phải chuẩn bị để tiếp nhận. Chư Tăng ở tu viện Rui Cung Thiên chẳng mấy tin và thông báo của Ga Con vì hóa thân của Lạt Ma Ga Rinpoche đời ấy thường không hay giữ lời hứa. Tuy nhiên Trung Sang Chokin Ninh Ma, vị thủ ngôi dòng truyền thừa Tri Cung đời thứ 28, đã bảo với Chư Tăng rằng họ chẳng nên nghĩ ngợi gì mà hãy cứ đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra vì Ga Choki Ninh Ma, ân sư của Ngài, là một đạo sư siêu Việt, đầy oai lực và có phẩm hạnh phi thường, nên vị thủ ngôi nói Ngài tin chắc sẽ xuất hiện một số dấu hiệu cát tường nếu đó chính thật là di hài của Ga Ninh Ma. Do đó vị thủ ngôi cùng chư tăng tiếp tục chờ đợi và tất cả đều tiếp tục nhiệt thành cầu nguyện. Kỳ diệu thay, vài ngày sau, khi đang đứng trên khoảng sân lộ thiên trước đại hùng bảo điện, vị thủ ngôi thứ hai tám của dòng truyền thừa Tri cung chợt thấy một đoàn người và con trâu yắc mang di hải gachoki ninh ma từ xa xa đang di chuyển về phía tu viện Tri cung vốn được xây dựng trên một vách núi rồi một cầu vồng năm sắc bỗng dưng xuất hiện trên bầu trời hoàn toàn trong xanh vị thủ ngôi nhìn thấy linh ảnh của đạo sư gachoki ninh -ma của mình hiện ra giữa một vầng sáng cầu vồng như thế, thầy của bậc thủ ngôi đang ngắm nhìn ngài từ trên hư không với một lòng bi mẫn vô bờ bến. Hình ảnh không thể diễn bày của Gacho Kiningma tiếp tục lộ rõ nét người sáng với vẻ dạng dỡ cát tường giữa một vòng tròn các tia sáng năm màu. Sau đó từ từ mọi thứ nhẹ nhàng tan biến đi. Cầu vồng tan biến vào đạo sư và đạo sư tan biến vào hư không. Tính không quay về, hòa tan với tính không. Mây trắng như bông gòn quay về, hòa tan vào bầu trời. Màu xanh ra trời trong vắt, quay về với hư không. Và rốt ráo chỉ còn một sự thanh thang, trọn vẹn là còn ở lại. Vị thủ ngôi thứ hai tám của dòng truyền thừa truy cung, Đức Trung Sang Rinpoche, người đệ tử trí thành của viên ngọc như ý, đến từ vùng Ga, lập tức chắp đôi tay búp sen lại và bắt đầu thành tâm khấn nguyện thầy mình trong giàn ruộng nước mắt. Từ ngày đó trở đi, lời khấn nguyện của vị thủ ngôi dòng truyền thừa truy cung luôn luôn hiện diện trong các lời khấn nguyện chư tổ dòng truyền thừa của giáo Pháp Giang gọi là Linh Kiến Thâm Diệu. Gachen Rinpoche đời thứ tư, Tenzin Jangchub Wangpo là một đạo sư đã đạt nhiều thành tựu vĩ đại trong việc thực hành ngũ phần đại thủ ấn và sáu pháp du già của Naropa. Gia đình của Ngài mang họ Sang đến từ Nangchen và Ngài được sinh ra trong một ngôi làng có tên là Daniyin. Ngài thọ giới tỉ kheo từ Tenzin Choki Gassen sinh năm 1793 và mất năm 1826, tức là trung sang Rinpoche đời thứ tư và là vị thủ ngôi thứ ba mươi của dòng truyền thừa Truy Cung, cũng là người đã công nhận ngài là tái sinh. Ngài được đặt pháp danh là Ga Tenzin Changchub Wangpo ngài được thọ nhận nhiều giáo huấn từ giáo pháp Jangchab của dòng tri cung và yamantaka từ Tenzin choki gassen tức là vị trung sang Rinpoche đời thứ tư ngài cũng thọ nhiều giáo pháp chân quý khác từ vị thủ ngôi thứ ba mươi của dòng truyền thừa tri cung từ Lokchen Rinpoche, từ lo choki gassen cũng như từ các học giả và đạo sư cao cấp khác Gachen Rinpoche đời thứ tư đã thực hành thiền chỉ và sau đó đạt được nhiều chứng ngộ. Ngài đã truyền nhiều giáo huấn truy cung thâm sâu cho Choni Nobu, sinh năm 1827, mất năm 1865, là Đức Trung Sang Rinpoche đời thứ năm và cũng là vị thủ ngôi thứ ba của dòng truyền thừa truy cung. Ngài có nhiều đệ tử có đạo hạnh cao và đã thực hiện Phật sự trên một phạm vi rộng lớn. Tiếc thay, Ngài lại qua đời ở tuổi thứ 35. Là một đạo sư vô song, đạt chứng ngộ cao của Pháp tu Yamantaka, hung nộ và bất hoại. Vị Gachen Rinpoche thứ năm, Tenpei Getsen hay Tenpei Degen đã thực hiện rất nhiều Phật sự trong suốt cuộc đời của mình mọi người đều biết rằng oai lực của Lạt Ma Ga Tenpei Gesen mạnh mẽ ra sao, và đồng thời, Ngài đã sống cuộc đời thế tục bình dị như mọi vĩ nhân khác, với các phẩm hạnh mẫu mực và người sáng. Cũng giống chư vị Gachen Rinpoche thứ ba, vị Gachen Rinpoche thứ năm, nắm trọng trách thủ giữ các giáo pháp thiêng liêng của dòng Drikung Kagyu. Ngài được thọ nhận nhiều quán đảnh và giáo huấn từ ghép con Thung Chê Ninh Ma, vị thủ ngôi dòng truyền thừa truy cung đời thứ ba hai. Cũng đồng thời là vị chết sang Rimpoche đời thứ năm, sinh năm 1828, mất năm 1885. Ngài cũng truyền Bồ Tát giới, nhiều quán đảnh và giáo huấn của dòng tri cung cho vị khai mật tạng vĩ đại Lô Bông Trun Nuden Doje, vốn sau này trở thành Pháp Vương của dòng truyền thừa. Vị thủ ngôi dòng truyền thừa tri cung đời thứ ba ba hay vị trung sang Rinpoche thứ sáu, Choki sinh năm 1868, mất năm 1906, sau này tu học dưới sự hướng dẫn của Ga Tenpei Gatsen và thọ nhận từ ngài tất cả các khẩu truyền quan trọng của dòng Cung Khi còn trẻ, Ga Chen đời thứ năm đã thọ lãnh toàn bộ giới tỳ kheo từ Deliang Da Sang, một vị lạt ma của dòng Kamakayu và đã giữ ba giới hệ biệt giải thoát giới, bồ tát giới và mật giới một cách hoàn hảo ngài có tín tâm to lớn nơi ngài Deliang Da Sang và vị lạt ma này cùng dòng truyền thừa Kamakayu đã trở nên tụt cùng chân quý đối với ngài. Thậm chí có lúc Đức Gachen Rinpoche đời thứ năm còn toan tính muốn cho tu viện Ga Con chuyển đổi theo dòng truyền thừa Kamakayu, nhưng việc bất thành và ngài đã qua đời khi còn trẻ tuổi. Gachen Rinpoche thứ sáu được Đức Choki Londro, tức vị thủ ngôi dòng truyền thừa tri cung đời thứ ba ba, tức Trung San Rinpoche thứ sáu, tuyên nhận và đặt cho pháp danh là Pemme Gachen. Ngài qua đời ở tuổi thiếu niên sau khi được tuyên nhận. Người ta không được biết nhiều về hoàn cảnh lìa đời cũng như các chi tiết khác trong cuộc đời của Ngài. Không giống như Ga Chodingpa và các vị tiền bối, Gachen Rinpoche đời thứ bảy, Thin Lê Yogyap là một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi. Ngài được vị thủ ngôi dòng truyền thừa Drikung đời thứ 33 hay Đức Trung Sang Rinpoche đời thứ 6 tuyên nhận và đã nhận được nhiều quán đảnh và khẩu truyền về một số giáo huấn mật tạng từ Lo Bongchun Nuden Doge, một vị khai mật tạng của dòng truyền thừa Drikung, từ Đại sư Ga Ajin, Ngài thọ nhận giáo pháp về ngũ phần đại thủ ấn và sáu pháp du giả của Naropa mà Ngài đã thực hành trên 10 năm trời và qua đó đã đạt được chứng ngộ cao thâm. Các đệ tử của Ngài gồm có Gachime Doje và nhiều người đến từ các vùng khác nhau. Họ cũng đạt được nhiều thành tựu. Có thể kể ra một số vị như Panmei Kentru Kundang Dodun, Rato Tentong Tashi Namgang và Dukwang Dejung là một đạo sư nghịch hạnh, ngài Thiên Lê Yong Cap đã thể hiện khả năng thấu thị mạnh mẽ trong suốt cuộc đời của mình. Khả năng thấu thị này chỉ là một biểu hiện nhỏ của các thành tựu mà ngài đã đạt được và là sự hiển bày chân tâm của ngài. Một biểu hiện đáng chú ý khác của nhân cách dị thường của ngài là cách ngài nói năng, âm thanh như luôn vang vọng một loại dũng khí âm âm, nghe như tiếng gầm của con sư tử núi. Yon Kép thích uống trang một loại bia tây tạng làm từ lúa mạch và khi đã say thì ngài thích nằm ngủ khi được người ta mời đến nhà để thực hành các nghi lễ tôn giáo lúc tăng chúng của ngài đang tụng niệm thì ngài thường ngủ ngà ngủ ngật và chỉ thức dậy khi tăng chúng đã kết thúc buổi lễ vậy mà người ta vẫn tiếp tục mời ngài đến nhà mới kỳ lạ có một lần như thường lệ khi tăng chúng đang tụng niệm tại một lễ cúng puja do một người trong làng thỉnh đến Gà thin lây John lúc đó đang ngủ sau khi đã uống bia trang. Bất thình lình ngài giận mình thức dậy và la to lên là Ôi những kẻ vô ý tứ kia đã làm hỏng cái trống Ramaru của ta rồi. Rồi ngài phun nước bọt mấy lần và quay ra ngủ tiếp chỉ vào ngày hôm sau thì cuối cùng sự việc mới trở nên rõ ràng khi ấy người ta mới biết được là vào ngày hôm trước một nhóm tăng sĩ đã di chuyển một số pháp khí của ngài đến một địa điểm khác vào thời điểm mà vị đại sư nghịch hạnh thức giấc và la lên rằng có kẻ nào đó đã làm hỏng cái trống của ngài thì đúng vào lúc ấy nhóm tăng sĩ đã vô tình để rơi cái trống khiến nó bị vỡ toang đó là một cái trống có kích thước khá lớn được sử dụng khi thực hành pháp chốt đó là một pháp thực hành để đoạn diệt triệt để sự chấp ngã và sự bám luyến vào bản thân đó chính là cái trống damaru quý báu mà garimboche đời thứ bảy đã rất trân trọng giữ gìn khi ado rimboche còn là một đứa bé có lần cha ngài đã dẫn ngài đến thăm garimboche đời thứ bảy khi họ bước vào phòng, chú bé trai nhìn thấy một vị Rimboche với mái tóc dài đang ngồi trên pháp tòa trông có vẻ như đang say rượu. chẳng nói tiếng nào, ngài Ga Thin Lê Yong Kép chỉ lít nhìn một cái và bắt đầu nhổ nước bọt lên trên đỉnh đầu cậu ta. sau đó ngài chậm rãi lấy ra một cái khăn Kata và một sợi dây da hộ màu vàng dưới bàn và đưa cho cậu vị Rinpoche tóc dài chẳng buồn thốt lên một lời cho đến khi họ chia tay nhau. Đây là một cách hành xử khá lạ lùng của một vị lạt ma cao cấp đối với cậu con trai nhỏ của một thí chủ của mình. Và sau đó dân làng bắt đầu sầm xì bàn tán về chuyện này. Gà Thin tặng dây gia hộ và choàng khăn kata cho con trai của Kiala Sang đấy. Chắc hẳn đây phải là một cậu bé đặc biệt có thể cậu ta là một trun tái sinh hay một vị Rinpoche. Thật vậy, sau đó chính Đức Kamapa đời thứ 16 và một vị lạt ma cao cấp của dòng truyền thừa Drupa có tên là Drupa Chokom Rinpoche đã tuyên nhận chú bé trai này là Ade Rimboche đời thứ 8, là một trong các vị bổn sư kế tục qua nhiều đời nhiều kiếp của quốc vương xứ Nangchen do biết được câu chuyện này mà nhà vua ngày càng phát triển sự sùng tín của mình đối với ga tin lê Yong và khả năng thấu thị của ngài adorimboche đời thứ tám sau này trở thành một lạt ma danh tiếng của dòng truyền thừa juba cayu người đã thủ giữ toàn bộ giáo pháp của cayu juba cũng như các giáo lý đại thủ ấn và sáu pháp du già của naropa sau đó ngài cũng đã bị bắt giam trong nhiều năm trời cùng Gachen Rinpoche đời thứ 8 và cũng nhận được nhiều giáo pháp thâm sâu từ Kenpo Munsen trong lao tù. Ngài đã qua đời vào năm 2007 và qua một bức thư để lại cho một đệ tử hành giả của ngài trước khi ngài thị tịch, người ta đã tìm được lại vị Chunku Ade Rinpoche tái sinh, vốn sinh ra đời làm con trai của Tatun Rinpoche. Có một lần kia, chính quyền địa phương Trung Hoa đang đóng chung quanh khu vực biên giới, lại muốn gây chiến với vương quốc Nang Chen, do có một số mâu thuẫn không giải quyết được. Vua xứ Nang Chen ngay lập tức tham vấn với Ga Thin Li Yongkab và thỉnh ngài làm chủ lễ Puja, khẩn cầu hộ pháp hung độ Mahakala, tứ thủ, xua đi hiểm họa bị Trung Hoa xâm lược. Trong các buổi lễ Puja, Ga Thin Li Yongkab vẫn tiếp tục ngủ gà ngủ gật vào ngày cuối cùng của khóa lễ Puja, trước khi cử hành các nghi lễ cuối cùng. Gatinle Yongkap bỗng thức giấc và yêu cầu chư tăng kéo dài khóa lễ Puja thêm 7 ngày nữa. Sau đó ngài yêu cầu nhà vua chuẩn bị thực phẩm cúng dường cho 20 vị tăng thêm 7 ngày nữa. Chư tăng và cả triều đình đều lấy làm khó hiểu trước quy định kéo dài lễ Puja của vị thành tựu giả này. Nhưng nhà vua cũng là một hành giả lớn thì hiểu vì sao đêm hôm trước trong một giấc mơ rất sống động nhà vua thấy ga thiên lê Kiong cáp bắt được sáu con chim bồ câu màu xanh dương không may là con thứ bảy lại vụt thoát mất người tạng tin rằng chim bồ câu màu xanh dương pha sắc xám là biểu tượng của người trung hoa và do đó họ tin rằng chim bồ câu là con vật có duyên nghiệp kỳ lạ với người trung hoa giật mình thức dậy bởi giấc mơ xấu này nhà vua ngay lập tức thực hiện lời dạy của ga thiên li yong cáp và ra lệnh cho triều đình phải sẵn sàng và chuẩn bị thức ăn cho chư tăng thêm 7 ngày nữa. Khi khóa lễ Puja kéo dài được chư tăng nghiêm chỉnh thực hiện thì Ga Thin lây Yong Kap lại tiếp tục ngủ. Nhưng chỉ hai ngày sau, vị đạo sư nghịch hạnh bất chợt thức giấc và đột nhiên tuyên bố bây giờ là đúng thời điểm thực hiện các nghi thức cuối cùng để ngăn chặn những kẻ gây chướng ngại. Và xong rồi thì chẳng cần phải làm gì thêm nữa đâu. Trước đó, Ngài muốn kéo dài khóa lễ Puja thêm 7 ngày, nhưng do Ga Thiên li Yong Cap đã bắt được con bồ câu xanh dương cuối cùng, chỉ trong vòng 2 ngày, nên cuối cùng hòa bình lại được vãn hồi trên mảnh đất quê hương. Vì nhà vua đã nằm mơ, thấy con bồ câu cuối cùng nên càng tin tưởng vào pháp lực diệu kỳ của vị đại thành tựu giả không chỉ có nhà vua xứ Nang Chen là khởi tâm, sùng kính đối với Ga Thin Lê Yong Cáp, mà cả vương quốc, trong đó có cả các vị quan, các vị thừa tướng, các bà hoàng và mọi người trong hoàng tộc và triều đình đều tôn quý và trân trọng vị đạo sư dị thường này. Ngài chẳng kiêng rẻ ai và chẳng cúi đầu chào ai cả. Ngài cũng chẳng ngại ngùng bày tỏ những ý nghĩ của mình, ngay cả đối với nhà vua. Có một lần kia, Ga Thin Li Yong đã đưa ra một nhận xét gây tổn thương sâu sắc cho nhà vua. Ga Thin Li Yong nói với các quan thừa tướng của vương quốc Nang Chen rằng: "Ông vua này thật là vô dụng, quân vương mà không có hoàng hậu, quả thật là vô dụng." Hoàng hậu đã qua đời trước đó không lâu và theo văn hóa Tây Tạng, một người có vợ bị đột tử bị xem là một người có phẩm chất kém cỏi. Nhà vua nổi giận khi câu chuyện đến tai mình và để chứng tỏ sự bất bình đối với Ga Thiên Lê Yong Nhà vua đã bắt ngài chịu vài hình phạt nhẹ như là một cách để biểu lộ vương quyền và khuyến cáo Ga Thiên Lê Yong Cáp trong tương lai phải thận trọng hơn về ngôn từ và thái độ của ngài. Nhưng Ga đời thứ bảy vẫn dẹp bỏ các lời khuyến cáo đó ra ngoài tai. Ngài tiếp tục nói huyệt tuệt với cả nhà vua lẫn các quan đại thần những gì mà mày nghĩ trong đầu, không chút kiêng rè. Không lâu trước khi Tenpei Gatsang, tức Gachen Rinpoche đời thứ năm qua đời, người họa sĩ vẽ tranh thanh ca Guru Rinpoche đỏ, gọi là Lama Tewang Jinpa, được mời đến người vẽ tranh thanh ca được yêu cầu vẽ hình Gachen Rinpoche ở bên dưới, về phía bên phải, ngay dưới hình Đức Liên Hoa Sinh, đang hiện tướng phẫn nộ và bất hoại giữa một vòng lửa đỏ sáng rực. Nghệ nhân này được Gachen Rinpoche thứ năm, một tỳ kheo xuất gia với đầy đủ oai nghi, yêu cầu vẽ lại hình mình trong hình tướng của một Nakpa, một người chuyên tu mật nhưng lại có thể có vợ con. Trong trang phục màu trắng với tóc dài và bên cạnh một vị phối ngẫu tâm linh. Người vẽ tranh không dám hỏi lý do và Gachen Rinpoche đời thứ năm cũng chẳng màng giải thích vì sao ngài lại muốn được vẽ lại trong hình tướng một hành giả tóc dài, một lãng tử cùng với một vị phối ngẫu tâm linh. Sau đó Gachen Rinpoche đời thứ năm qua đời một cách an bình. Người ta đã tìm thấy Gachen Rinpoche đời thứ sáu tái sinh, nhưng tuổi đời của ngài quá ngắn ngủi và rồi ngài cũng thị tịch khi còn rất nhỏ. Và như vậy, khi Gachen Rinpoche đời thứ bảy nhập thế, chắc chắn là ngài đã phải tái sinh với linh kiến dị thường từ vị tiền bối đời thứ năm rồi. Gachen Rinpoche đời thứ bảy có mối quan hệ với nhiều nữ nhân. Chẳng phải các nữ nhân này đều là người xinh đẹp, sắc sảo, mà những người phụ nữ có kết nối sắc thân dưới hình thức của một sự gia hộ đặc biệt đối với Gachen Rinpoche đời thứ bảy. Những vị phối ngẫu này đến từ mọi ngõ ngách của cuộc đời, người ta kể rằng các nữ nhân này bao gồm đủ loại đẹp xấu già trẻ dịu dàng thô tháo giàu nghèo và thậm chí cả những người không có mũi bị bệnh tâm thần và bệnh nan y ngài đều gần gũi tất cả những phụ nữ này và đối xử với họ y như những vị phối ngẫu tâm linh trong Kim Cang Thừa, các môn đồ được giáo huấn cách luyện thân qua con đường phương tiện thiện xảo để cho các kênh mạch vi tế được thông lưu một cách hoàn hảo. Qua đó năng lực khí được hoàn toàn tịnh hóa và các giọt tinh chất được hành giả làm chủ một cách toàn triệt. Quán đảnh thứ nhất trong tu tập mật thừa dẫn dắt hành giả đến các pháp tu của giai đoạn khởi hiện, vốn bao gồm các phương tiện hỗ trợ bên ngoài, như các nghi thức, phần trì tụng tâm chú, quán chiếu và quán tưởng bản thân như một bổn tôn trí tuệ. Quán đảnh thứ hai dẫn dắt hành giả đến các pháp du giả của giai đoạn viên mãn, vốn bao gồm các kỹ thuật thiền định tinh xảo để làm chủ hoàn toàn các kinh mạch vi tế, năng lực và tinh chất trong cơ thể. Khi giai đoạn này được thành tựu viên mãn, quán đảnh thứ ba cho phép hành giả thực hành các pháp du giả tương tự giai đoạn viên mãn nhưng phương tiện là sử dụng sắc thân của một đối tượng. Cuối cùng, quán đảnh thứ tư trực tiếp dẫn dắt hành giả thể nhập chính bản tâm. Số lượng những người thực sự có thể thực hành theo quán đảnh thứ ba là vô cùng ít ỏi và không bao gồm những người cho rằng mình có thể thực hành pháp ấy mà không bám luyến hoặc những người có thiên hướng tự lừa dối mình. Với pháp hành Kama Mundra, một pháp hành mật tông với một người phối ngẫu dựa trên các kinh mạc vi tế, khí lực và các giọt tinh chất, các đạo sư thực thụ có thể an trú trong một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, không bám chấp và không có sự đối đãi nhị nguyên. Mục đích của pháp hành này là hình thành và kéo dài các tầng tâm thức vi tế nhất để sử dụng các năng lực này nhằm mục đích củng cố cho việc thâm nhập tánh không. Tâm quang minh giáo huấn về sống tốt và chết trong sự tỉnh thức đây là một công phu thực hành có oai lực rất mạnh mẽ với sự trợ giúp của tri kiến phi thường về lạc không, nhưng đồng thời cũng là một pháp hành vô cùng nguy hiểm, vì sự bám luyến có thể phát khởi dưới hình thức cực kỳ vi tế và hành giả có thể đi vào con đường lầm lạc. Như vị thủ ngôi dòng truyền thừa duy cung thứ 37, ngài chết sang Rimboche đã giải thích trong luận giải của ngài về giáo huấn về đại thủ ấn mà Tilopa truyền khẩu cho Naropa bên bờ sông Hằng Ngài dạy rằng khi nương và pháp hành Kamamundra, trí huệ nguyên thủy của lạc không trở nên bất khả phân và điều này được thể hiện thông qua việc thực hành bốn hỷ lạc. Về cách thực hành thì thân tướng của hành giả với phương tiện thiện xảo của lòng từ bi là cha hay khía cạnh sự tỏ tường quang minh, thân tướng của người phối ngẫu, tức trí huệ là mẹ hay khía cạnh rỗng rang của tánh không cả hai phương tiện và trí tuệ phải hợp nhất với nhau cùng với ba lớp tri kiến và như thế cho phép giọt tinh chất nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới được duy trì và rồi lại được đưa lên trên qua sáu bài tập du già sau đó giọt năng lượng phải được phát tán khắp nơi nếu ai có thể thực hành các pháp này mà không chút bám luyến thì trí huệ nguyên thủy của hỷ lạc và không tánh gọi là lạc không sẽ hiển lộ nhưng nếu khi ấy có sự bám luyến thì hành giả sẽ bị đọa sinh xuống các cõi thấp. Điều này cũng được truyền giảng nhằm mục đích khai mở luân xa vào lúc đạt đến quả vị thứ 10 là người sống cùng thời với ca Thiên Ly Yong Gap, Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13, Tung Ten Gatso, sinh năm 1876, mất năm 1933, đã tìm hiểu kỹ càng để xem vị Lạt Ma nào có đủ phẩm hạnh thực thụ để có thể thực hành mật pháp này. Cuối cùng thì Ngài đã loại rất nhiều người ra. Nhưng lại cho phép hai vị lạt ma, một vị là cha của Sekong Rinpoche, còn vị kia là Tabung Rinpoche. Đức Đà La Lạt Ma thứ 14 đã nói như sau. Như vậy nghĩa là Đức Đà La Lạt Ma thứ 13 đã chính thức công nhận khả năng phi thường và đặc quyền của hai vị này trong việc thực hành công phu tu tập cùng với người phối ngẫu. Như vậy thì chắc hẳn là hai vị này đã phải có một số chứng ngộ sâu xa khi được cho phép như vậy. Nhưng rất tiếc hiện nay tôi không có tài liệu cho biết họ có tự nhận là họ học đã tu tập theo cách như vậy hay không vì Ga Thiên Lê Yong Cáp thực sự là một hành giả mật tông đã đạt chứng ngộ cao thâm huyền bí và là người có thể làm đảo ngược dòng chảy của tinh chất trắng hoặc có thể làm thay đổi các luồng nội khí vi tế bên trong nên ngài đã không làm ai thụ tinh và cũng chẳng hề có con với bất kỳ ai trong số rất đông các vị nữ nhân ấy có một lần nọ ga chen rinpoche đời thứ bảy đã xả giới và kết hôn với một người phụ nữ có tên là ka sang Chondro người này có rất nhiều uy quyền ở tu viện gagon và nhiều lạt ma cao cấp đều là người thân của bà joba doden một trong vị đại thần có thế lực nhất dưới triều vua nangchen là một người rất thân thuộc y như một người bạn thân thiết của bà kasang chondro trong nhiều năm liền gachen Rinpoche đời thứ bảy và vị nữ phối ngẫu này đã cùng sống trong tu viện cho đến một ngày kia Đại sư Nghịch Hạnh tuyên bố rằng nghiệp duyên giữa hai người giờ đến đây đã hết. Ngài kết luận rằng đã xong nghiệp giữa hai người và giờ Ngài cần kiếm một người phụ nữ khác để làm người phối ngẫu tâm linh trong tu tập. Khi sự việc vỡ lở, dưới áp lực của Joba Doden, quốc vương xứ Nangchen đã của trách và bắt Gachen Rinpoche đời thứ bảy rời khỏi vị trí trưởng tu viện. Ngài được lệnh phải ra đi tức khắc do đó vị lạt ma nghịch hạnh này và người phối ngẫu mới do có gắn bó duyên nghiệp nên họ quyết định đến Kuruwang, một tỉnh lỵ nhỏ cách xa nơi sinh của ngài, khoảng 2 giờ đi đường. So với quang cảnh sống động và xanh mượt của các thung lũng trong vùng Ga, Kuruwang trông có vẻ không có sinh khí một cách rõ rệt. Vẻ xác sơ hiện diện ở khắp nơi trên Kuruwang, đại sư và người phối ngẫu lưu trú ở đây vì ở địa phương có một số người có tín tâm đã mời vợ chồng ngài về cùng ở với họ. Vài tháng trôi qua và rồi một vị khai mật tạng đã từ từ xuất hiện và bước ra sân khấu. Vị khai mật tạng có tên là Osen Donje đã khẩn thiết yêu cầu Gachen Rinpoche đời thứ bảy quay về tu viện cũ Osen Doje là một vị lạt ma thuộc dòng Trikung Kayu và đã khai quật các mật tạng quan thế âm đỏ và phổ ba kim cang linh thiêng. Vị khai mật tạng có một đệ tử trí thành, lúc đó đang nắm giữ nhiều quyền hành, tại một cơ quan chỉ huy có tên Shada. Như vậy, theo yêu cầu của thầy mình là Osen Doje, chính trị gia đầy uy thế này, điều động Gachen Rinpoche đời thứ bảy và gia đình quay trở về Gagon vị lạt ma nghịch hạnh liền yêu cầu những người trước đây đã giày vò mình phải sám hối tội lỗi của họ. Nhưng điều này đã không hề xảy ra. Tất cả những người đứng đằng sau âm mưu và đã làm việc cật lực để biến Gachen Rinpoche đời thứ bảy thành một kẻ tị nạn bị phản bội, thì họ đều không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào của họ. Và khi Ngài hy vọng có thể chọn ngày lành tháng tốt, quay về lại tu viện, thì ước nguyện này của Ngài cũng bị từ chối. Và người ta đã bảo Ngài rằng, đây là nhà của ông cơ mà, tại sao phải cần chọn ngày tốt để về nhà làm chi? Bởi vậy cho nên Gachen Rinpoche đời thứ bảy đã lặng lẽ quay về lại tu viện cũ một cách âm thầm, không ai tiếp xước. Rồi ngày qua đời hai tháng sau đó, trong mùa đông lạnh lẽo của năm 1936 đối với nhiều người, kể cả với vị trưởng, đệ tử Gachimi Doje, người vốn là một đạo sư thành tựu và mẫu mực, thì các hoạt động bên ngoài của Gachen đời thứ bảy, trong cương vị là người thủ ngôi và tu viện trưởng của Gagon, dường như đã hoàn toàn vượt quá khuôn khổ và giới hạn. Thậm chí một số hành động của ngài trông có vẻ như đưa đến các hậu quả tiêu cực điều khá hiển nhiên là trong đời kiếp đó, ý nguyện của Rinpoche là tái sinh trong một hình tướng, một đạo sư mật tông, sống ngoài khuôn phép, thay vì trong hình tướng của một tỷ kheo xuất gia theo đúng giới luật. Tuy vậy, đó cũng chính là điều mà vị trưởng tử Gaetimidoche luôn xem là điều đáng tiếc nhất khi Gachendimboche đời thứ bảy, thiên ly Yongkap từ giã cõi đời này, thì ngoài lạt ma ga chỉ còn có duy nhất một vị tăng khác, tên là Yonten Gamso, là còn giữ đủ đại giới tỳ kheo của một kia lông tại tu viện Gagon.